khổ tập diệt, khổ tập. Khổ là một cái sự thật, tập là nguyên do của khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải làm gì? Phải tu bát chánh đạo, phải thấy cho đúng trước khi mình nói, gọi là chánh kiến. Người mà thấy đúng là nghĩ đúng và nói đúng, ba cái này là quý vị thấy nó điên bộ rồi đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gọi là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, là tạo nghiệp đúng, gọi là chánh nghiệp. Và người đó siêng năng truyền bá cái đúng, gọi là chánh tinh tấn. Người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng, gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình uống nước, mình biết mình uống nước là chánh niệm. Mình ăn cơm, biết mình đang ăn cơm là chánh niệm. Mình bệnh, mình biết mình bệnh là chánh niệm. Mà thậm chí mình giận, mình nói người ta khác hỏi mình có giận không, mình cũng chánh niệm, dạ tôi đang giận. Nói vậy để chi? Để thứ nhất là mình phải nhận rằng tôi đang giận, tôi đang buồn. Thì cái người kia thật sự thương mình, muốn trợ duyên cho mình thì không nói, không làm gì nữa hết. Vì biết mình đang giận, nói là mình thêm giận. Họ hỗ trợ mình bằng cách là giữ im lặng. Và khi chúng ta là người đương sự biết mình giận, thì chúng ta sẽ cố gắng làm những gì để làm cho cơn giận mình nó giảm xuống. Chánh niệm là gì? Chánh là chơn, chánh là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ một cách sáng biết từng cái ý niệm của mình, từng cái việc làm của mình. Thí dụ như mình lên, mình tới nhà bạn mình chơi, mình cũng phải có chánh niệm tới nhà chơi. Mình phải có chánh niệm là mình tới, mình ở bao lâu, giờ nào mình nên về. Khuya quá mình chưa về mà mai người ta phải đi làm, thì mình nên từ giã mình đi về, gọi là chánh niệm giờ giấc. Vậy là chánh niệm ai cũng cần hết á, chứ không phải chỉ có người tu. Cuộc sống mà có chánh niệm là hạnh phúc vô cùng. Lái xe mà có chánh niệm là ít khi nào bị phạt lắm. Lái xe mà không có chánh niệm là ăn tức kịch liền liền. Hỏi tức giận, tức làm chi? Cái đó là mình donation. Giờ ký cái check tức quá, tức mình không chánh niệm. Mình đã tăng trưởng, mình đã gấp rút, mình thế này thế kia. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện đó ở trên chùa Hội Quang đó. Phật có trong xe không? Cho nên là thưa đại chúng là Phật ở mười phương bốn hướng, chỗ nào cũng có Phật hết. Mà Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Cái câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật hay không? Phật chỗ nào tốt, thờ Phật hướng nào tốt, hướng nào cũng có Phật. Quan trọng anh đặt chỗ đó mà hàng ngày anh có hướng Phật không? Mặc dù anh đặt ngay cửa chánh này mà đi vô đi ra mỗi ngày anh không hề biết đây là bàn Phật, anh không xá không chào gì, thì hướng này cũng chẳng phải hướng của Phật. Phật hướng nào cũng được hết. Thậm chí giờ nhà mình không có chỗ để Phật xây vô cửa sau cũng được nữa. Phật không coi chừng giùm mình cửa trước thì look after cửa sau. Nhưng mà mình phải biết rằng hướng nào cũng có Phật. Mà câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật không? Như vậy thì mình làm sao để mình có được cái này? Quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm khi mình nghe, mình phải phân biệt, mình phải biết rõ rằng cái điều này người ta nói nó có đúng không? Hay là mình phải hỏi lại trước khi mình giận hay là mình phát biểu. Chánh niệm rất là cần. Làm sao để có chánh niệm? Tập sống mà mình chú tâm. Thí dụ như ăn cơm á, đừng có mở tivi. Ăn cơm đừng có để cái phone lát cái bấm cái, coi ai nhắn gì cái ăn tiếp. Rồi lỡ mà người ta nhắn người ta cái ton cái mở ra. Mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à. Nó lạ vậy, tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cái ngồi dậy liền, mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi, không trả lời trả giống gì hết. Mặc dù chuông này có giá trị hơn, bởi hôm mấy ngày nay mà cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen, đạo Hồi có Ala, đạo Phật có A-di-đà, mà đạo Mô-bô có A-lô. Mà cái đạo Mô-bô này chiếm tín đồ dữ lắm. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô, nó làm tín đồ của đạo Mô-bô nữa. Không có nhà nào mà không có cái A-lô. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất job, mất mối, A-lô. Chờ tôi một chút, tới kéo ghế trước đi, lát tôi tới sau. Cho nên là thưa đại chúng là chánh niệm á,
là mình ăn, biết mình đang ăn. Cho nên giờ tập chánh niệm từ từ nè. Ăn đừng mở phone, đừng mở tivi, đừng đọc báo. Tập cho mình có 5 phút ăn cơm im lặng, để mình trải lòng với món ăn, vì món ăn đang có mặt cho mình. Cái người nấu rất là cực mà mình ăn mình không thưởng thức thì tội. Tội đây là tội cái người nấu, người ta để tâm mà mình không có lòng. Mình chỉ có bụng mà. Ăn non bụng mà chẳng thưởng thức gì hết. Cuộc sống rất nhiều những cái cần chúng ta thưởng thức mà chúng ta không thưởng thức gì hết. Đi làm về tối chiều rồi cũng là tỉa cây trồng trọt đủ thứ hết, hết sức rồi. Rồi lên ngủ, ngủ sáng mai đi làm tiếp. Rốt cuộc có trồng bông đầy vườn hết, hàng xóm ngắm không? Ồ, ai đi ngang cũng ngắm nhà mình đẹp mà hỏi mình đâu có ngắm gì đâu. Bởi vì mình trồng mà hết, mình đi làm về là tối rồi, bắt đầu lo tưới, lo tỉa là mệt rồi, ngắm gì nữa. Rồi sáng mai đi thẳng ra xe đi làm thôi. Cho nên có một ngày nọ, mình đi ra cửa mình thấy rồi, sao bữa nay hoa nó đẹp lạ thường. Thật sự hoa ngày nào nó cũng đẹp rồi. Tại hôm nay mình có rảnh mình chánh niệm chút. Giống như nhà thơ Quách Thoại vậy đó. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông khen hoa thực dược. Bởi vì cái hoa thực dược nó vẫn đẹp như vậy mà ngày thường không có chánh niệm không thấy. Tự nhiên một ngày nay chánh niệm hùng hậu, nhìn hoa thực dược đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Bây giờ tôi có chánh niệm rồi, tôi lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Bây giờ thấy cái vẫy của hoa, thấy cái ngất, cái lúc lắc của hoa, vừa thoáng nghe em hát. Lời ca em thiên thâu, em đẹp quá, tôi sụp lại cúi đầu. Có chánh niệm là sẽ có chánh mạng, có chánh niệm là sẽ có chánh nghiệp, có chánh niệm là sẽ có chánh kiến. Cho nên chánh niệm là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa trong sự tu học. Mình phải có chánh niệm về giờ giấc tụng kinh, mình phải có chánh niệm về sức khỏe của mình, mình phải có chánh niệm về tất cả mọi công việc đời sống của mình, thì mọi việc nó sẽ diễn biến một cách tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng con đã đủ duyên để gặp được thầy. Không sao tả xiết niềm vui tột cùng này, gặp được thầy. Bao sự sân si trong lòng con đều tan biến, và được thay vào đó sự bình an. Hạnh phúc quá. Thưa thầy, con quy y năm 16 tuổi, nhưng lúc đó con chưa hiểu hết ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Sau đó sư phụ con ở ẩn và bây giờ đã viên tịch. Con không có được cơ hội học hỏi Phật Pháp nhiều. Con kính xin thầy thay sư phụ con làm người thầy dìu dắt con được không ạ? Dạ được đấy ạ. Hân hạnh cho nhà cháu quá. Mình trong cuộc đời của mình, mình sẽ có rất nhiều những người thầy. Thầy quy y cho mình là thầy bổn sư. Thầy cạo tóc cho mình là thầy thế độ. Thầy dạy cho mình kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Thầy dạy cho mình luật giới trong đời tu của mình là thầy luật sư. Thế thì cuộc đời ta không phải chỉ một người thầy mà rất nhiều thầy. Bên cạnh đó, đi chung với hai người, ba người đi chung, mình và hai người bạn, trong ba người này thế nào sẽ có một người là thầy mình. Người xưa có câu đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi chắc là sẽ có người thầy mình. Đâu phải chỉ riêng là một vị đó phải giảng dạy cho mình cái gì. Nhiều khi một đứa con nít mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp Hòa ví dụ một cái em đó, nó hỏi bạn, nó hỏi chứ tại sao you phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the chicken, I cut the chicken head, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable.
ăn con gà, cắt cổ con gà, đầu con gà không mọc lại. Nhưng mà ăn cái rau, cắt cọng rau mọc lại, vì thế tôi ăn rau. Có bao giờ mình nghĩ nổi câu đó không? Trà mô Phật, vừa thoáng nghe em hát, tôi sụp lại cúi đầu. Kính thầy, chồng con mất được 6 tháng, theo thói quen đi thưa về trình, vậy con có nên kêu như trước không? Cái này phải hỏi chú chứ cô hỏi Pháp Hòa sao Pháp Hòa biết. Ngày thường ý nó là lúc chồng còn sống đó, mỗi ngày đi thưa về trình với chồng, bây giờ chồng mất rồi mình có cần làm việc đó hay không? Tùy theo cái tâm niệm làm của mình. Ví dụ như bây giờ chú mất lâu rồi, nhưng mà cô vẫn làm như vậy cũng là một cái ý niệm tốt, là để nhắc nhở mình không đi xa hơn cái bổn phận của mình, cũng là một cái điều tốt thôi. Đừng có sợ là mình kêu vậy ổng ở đâu đó ổng ừ cái. Bây giờ mình, hoặc là mình đổi hướng cũng được. Hồi xưa mình đi thưa về trình với chồng, bây giờ chồng mất rồi mình đi thưa về trình với Phật. Quý vị thấy quý thầy, trước khi ra khỏi chùa, đi đâu xa, tới xá Phật cái, đi về xá Phật cái, cũng hình thức đi thưa về trình. Pháp Hòa có một thầy quen ở chùa, thì cái Đức Quang Âm nằm bên hông, thì mỗi lần thầy đi ra là thấy xe đi ngang Đức Quang Âm. Mỗi lần thầy đi ngang thầy dừng lại, thầy quay cửa kính xuống, thầy xá Quang Âm cái. Rồi đi về thầy đậu xe thầy xá, cái con bữa qua ngồi chung cái thầy mới nói: tôi xá riết cái tôi quen rồi, là tôi có cảm giác như là tôi thưa bà Quang Âm tôi đi. Thầy đùa thôi, nhưng mà ở đó là một cái ý niệm tốt, phải không? Thành thử ra mình á, không hẳn là vấn đề đi thưa về trịnh đây không có là mình sợ sệt ai, nhưng mà đó là một cái tâm niệm là thiện lành. Mình đi thì mình thưa, mình về thì mình trịnh. Nhiều khi cha mẹ mình đi mình cũng thưa cũng trịnh, thì mình có chồng thì mình trịnh thưa với chồng, bây giờ không có mình trịnh thưa với Phật, mà bảo đảm trịnh thưa với Phật là khỏi thay đổi gì nữa hết, tại vì Phật ngồi đó forever. Thì mình thưa luôn cho nó tiện. Con nghe nói trì chú Đại Bi không được ăn tỏi, nếu ăn tỏi thì không linh nghiệm á. Con xin hỏi những tượng Đức Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Nếu mà là Phật Việt Nam á thì có cạo, tại vì có nón lá. Bây giờ mình giải quyết câu thứ nhất. Tụng chú Đại Bi không được ăn tỏi, vậy thì các chú khác được ăn đúng không? Thưa đại chúng, là cái nguyên thủy không ăn hành tỏi ngũ tân nó không có nằm trong cái nguyên thủy truyền thống của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực là ai cúng gì ăn nấy, đồng thời là người Ấn Độ họ ăn rất là nhiều cái gia vị. Thậm chí là củ hành trắng, một cái món đó thôi, củ hành trắng mà xào chung với cà ri là thành món ăn rồi đó. Thì cho nên cái vấn đề mà cử kiêng mấy cái này là chỉ là cái khởi điểm từ Trung Hoa, do các tổ Trung Quốc đề xướng, chứ nó không nằm trong nguyên thủy của Phật giáo. Và tại sao các ngài phải đề xướng cái chuyện không ăn tỏi? Là bởi vì theo kinh nghiệm của các ngài, hình như Pháp Hòa trả lời câu hỏi này rồi, đâu đây, cách đây mấy ngày đó. Theo kinh nghiệm của các ngài là mình ăn tỏi thì trong đó nó có cái chất kích thích nhiều, và đồng thời mình hôi. Phải không? Người mình hôi, bình thường là đã mồ hôi rồi. Có ai kêu mồ thơm đâu. Bình thường là đã mồ hôi rồi. Mà nếu mình ăn nhiều cái chất tỏi hành thì cái mồ hôi mình nó tăng trưởng, tức là double hôi. Mà nói theo dễ hiểu là double shot. Còn đi vô mua cà phê là cứ double double. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là ăn mà không trì được.
Nhưng mà bây giờ nếu mà nói mà không có cho mình biết một cái gì đó thì mình không có thấy là cái sự quan trọng. Cho nên các tổ nói ăn tụng kinh không linh, chư thiên không dám tới gần. Thì thôi bây giờ ở đây Pháp Hòa không có nói là nên hay không nên, nhưng mà nếu quý vị có ăn thì giảm chế, tại vì nó là chất nồng. Mà nếu có ăn để vì trị bệnh thì không sao, ăn vì trị bệnh thì không sao. Hoặc là mình hoàn toàn không ăn, nhưng ở trong thức ăn, thí dụ như mình ăn pizza thì cái sauce nó có một chút, ăn không sao. Miễn là mình đừng có quá nhiều để rồi nó nồng hôi thì không nên thôi. Chứ còn thật sự nếu mà nói là ăn tỏi mà tụng đại bi không linh á, thì ăn thịt không lẽ linh. Bây giờ thịt với tỏi nào hơn? Tỏi chỉ là rau, thịt là sinh mạng. Mà nếu ăn tỏi không được tụng đại bi thì chẳng lẽ ăn gà được tụng đại bi, phải không? Thành thử cái này nó chưa có ly lắm. Và cũng đừng nghĩ rằng ăn thịt là không được tụng kinh. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện ăn là chuyện mình bình thường trong cuộc sống, vì mình chưa phải là những người phát nguyện ăn chay trường. Mình là những người còn tu trong cái thời điểm ăn chay kỳ. Thì mình ăn chay kỳ là mình cứ ăn, còn mình tụng kinh mỗi ngày là cứ tụng. Chứ không phải vì cái chuyện mình ăn chay mới được tụng kinh, còn ăn mặn không được tụng kinh. Nếu mà như vậy thì chắc chắn lằn rằng mình chẳng tu được mấy ngày cả. Tại có nhiều khi tháng có 2 ngày chay à. Vậy thì 28 ngày còn lại không tụng kinh sao? Thật nữa quý vị đừng có lầm cái chỗ đó. Ăn chỉ là cái chuyện ăn, không dính dáng gì chuyện tu. Nếu mà ăn chay trường mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày mà tham sân si chưa giảm, thì nó cũng có lợi ích gì đâu, phải không? Nhưng mà thành thử ra cái vấn đề ở đây là mình tụng thì mình cứ tụng. Còn cái ăn được hay không là tùy cơ thể của mình. Nếu mình ăn được thì mình ăn, ăn không được thì thôi. Mà ăn không được thì cũng chẳng chê cười gì người ta ăn. Mà nếu ai ăn thì nhớ là vì nó nồng và cái chất kích thích tố nó nặng, cho nên chúng ta tiết giảm thế thôi. Còn nói là tượng Phật quý vị thấy cục đen 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 vậy đó. Cái đó là tóc của Phật. Ngày xưa khi Đức Phật tu á, Đức Phật vẫn cạo tóc như thường. Nhưng mà bởi vì khi người ta tạc tượng Phật á, thì người ta muốn nói lên đầy đủ cả 32 tướng của Phật. Nhưng mà làm sao diễn tả đủ hết 32 tướng trên một cái tượng quá hạn hẹp. Thì bây giờ những cái gì mà người ta có thể tạo lên cái đẹp của bức tượng thì người ta phải làm. Ví dụ cái gì thấy được, tóc có thể thấy được, lỗ tai thấy được, lỗ mũi thấy được, môi thấy được, cánh tay thì không được. Tại vì trong kinh nó là cánh tay Phật dài, thì bây giờ cũng phải làm sao tương xứng, chứ không lẽ Phật ngồi về rồi cái tay thòng xác đó. Rồi mình nói cái tượng kỳ. Trong kinh nó là Phật, cái tướng đẹp của Phật, một trong những tướng đẹp là Phật có 40 cái răng. Không lẽ bây giờ tạo một cái tượng Phật làm 40 cái răng cho Phật nhăn răng về mình đếm, phải không? Thật ra cái tướng răng là không thể làm. Thì bây giờ chỉ có thể làm được cái tướng môi thôi. Tức là rồi trong kinh đó là Đức Phật là lòng bằng chân Phật là bằng. Trừ trường hợp là khi nào người ta làm cái tượng ngồi xếp bằng mà có ló cái chân lên thì mới làm được một cái chân bằng. Tức là Phật có 32 tướng đẹp. Thì người ta cố gắng người ta làm cái gì đẹp nhất trên có thể trên cơ thể. Thì trong đó có cái tướng tóc. Tướng tóc của Phật á, là xoắn về bên tay phải. Chứ còn dĩ nhiên là lúc Phật tu là Phật cao đầu chứ. Nhưng mà bây giờ làm tượng Phật thì làm cái tướng phủi tóc đi nữa thì mình không nói lên được. Mình giảm đi một cái tướng đẹp của Phật. Cho nên người ta để tóc chứ chẳng phải là nón. Trong này hỏi gì? Tượng Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Dạ nếu có chỗ cạo thì ngài sẽ cạo. Không có thể nào mà Phật biểu các thầy cạo tóc mà ngài lại để tóc, đúng không? Thành ra ngài cũng cạo, mà chẳng những cạo tóc mà cạo luôn cả râu. Tu mi mà, tu là tóc, mi là râu. Cho nên trong cái bài kệ đó, thế trừ tu phát á, mình phủi cái tóc của mình.
Kính thưa Thầy, trong Kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu con không hiểu. Cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật gì đó. Trong Kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu không hiểu. Không phải một mình đạo hữu hỏi câu này không hiểu đâu, mà Thầy cũng chẳng hiểu luôn. Bởi vì Kinh Pháp Hoa là gì? Đại thừa vô lượng nghĩa. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn, ý nghĩa rất là sâu xa. Tụng Kinh Pháp Hoa thì một là mình phải có thời gian nghiên cứu từng phẩm trong đó nói cái gì, nghĩa lý như thế nào. Còn nếu quý vị có hiểu là quý vị chỉ hiểu cái sự thôi, hoặc là cái lý có hiểu, hiểu chút chút thôi, chứ chưa hoàn toàn nắm được cái lý sâu. Nhưng mà cứ tụng đi không sao, tụng cũng tốt. Rồi khi mình muốn tìm hiểu thì mình tìm những bài giảng về Kinh Pháp Hoa. Còn cái câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đây là một cái bài hồi hướng nằm ở trong cái phẩm tịnh hạnh Kinh Hoa Nghiêm, rồi sau này các vị mới trích ra để vào cái quyển nghi thức cho mình. Ý muốn nói là mình nguyện khi mình mất đi, mình được sanh trong sen chín phẩm ở cõi cực lạc. Và lúc này mình không sanh theo cái kiểu thế gian là người phàm phu sanh ra mình như cha mẹ, mà mình sanh trong hoa sen. Cho nên gọi là hoa sen là cha mẹ của mình. Vậy đó. Kính bạch Thầy, hai con của con được Thầy từ bi cho về chùa Trúc Lâm. Con thành kính tri ân Thầy, nhưng có người nói với con là chưa làm lễ nhập tự thì chưa được vào chùa. Kính Thầy cho con hỏi là có đúng không? Nó vô nó ở rồi nhập gì nữa? Dọn vô ở cả năm, hai năm rồi hỏi giờ làm lễ không? Thưa đại chúng, cái lễ nhập tự á, ở đây phải giải thích một chút cho để quý vị không hiểu lễ nhập tự là gì. Theo quan niệm á, là khi một cái người mất rồi, mình muốn mang cái người đó về chùa để thờ, thì thường có một cái lễ gọi là lễ nhập tự. Tự là chùa đó, nhập là vô. Nhập chùa, nhập tự có nghĩa là mình nhập vô cái chùa mình ở cho cái vong đó đó. Thì thường để cho cái nó thành cái nghi lễ, thì các thầy hay thỉnh cái hình, rồi người nhà đứng trước bàn Phật rồi xin phép cho hôm nay được làm lễ nhập tự. Còn nếu như trường hợp mà có nhiều Phật tử ở xa mà nhờ quý thầy làm thì quý thầy cũng làm thôi, phải không? Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là một cái lời khấn của mình là hôm nay có thí chủ gì đó xin được làm lễ nhập tự ký linh cho linh gì đó là đã thành rồi. Cái người nói là chưa làm lễ á, có biết người ta biết chắc không? Người ta có thấy không mà người ta nói? Hay là người ta chỉ hỏi mình thầy có kêu chị làm đó không, rồi mình nói không, thì mình nghĩ là không có, phải không? Thành thử ra cái đó chỉ là một cái lễ để nói lên rằng mình đã làm lễ chính thức để gửi cái vong đó vào chùa thờ vậy thôi. Còn mình có mặt hay không thì các thầy phụ trách đó người ta đã làm cho mình rồi. Mình còn giờ thêm một câu hỏi không? Thôi bây giờ một câu này cũng cần thiết. Khi có một người mất, khi có một mất mát quá lớn trong cuộc đời, tức là người thân, làm sao để thoát ra khỏi muộn phiền thương nhớ đó? Có nghĩa là làm khi mình mất một người thân của mình, họ mất đi rồi, chết đi rồi, làm sao mình vơi được cái nỗi buồn đó? Thưa đại chúng, là trong cuộc đời này á, cái điều đó là cái điều hoàn toàn bình thường. Ai có người thân mất cũng phải buồn hết. Nhưng mà cái người mà chúng ta hiểu đạo thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta giảm cái buồn đó đi bằng cách là chúng ta quán chiếu. Bây giờ mình không thấy người thân của mình đang hiện hữu bằng cái thân xác hạn hữu nữa, hạn hẹp nữa, mà mình hãy thấy người thân mình bây giờ đang sống hiện diện trong từng con, từng cháu, tất cả người thân mình. Tại sao? Ví dụ như ba mình mất, dòng máu của ba mình truyền xuống cho mình, truyền xuống cho em, cho anh, cho chị, rồi mình truyền xuống cho con cháu mình. Như vậy bây giờ ba mình không còn bị hạn hẹp trong một cái hình hài nữa, mà ba mình bây giờ đang lưu chuyển sống khắp trong các con các cháu. Và bây giờ mình thấy đứa nào nó cũng có nét một phần của ba. Đứa này nó giống nụ cười, đứa nọ nó giống tướng đi, người kia giống tướng đứng, người nọ giống tiếng, các cách ăn nói. Thế bây giờ mình thấy ba mình đang có mặt khắp các con các cháu. Ba không còn bị hạn hẹp ở trong một hình hài nữa. Còn nếu mà nói chúng ta muốn buồn thương
Chẳng lẽ trước kia chúng ta không có ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm mất sao? Rồi thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Chẳng qua một người thân này mới vừa ra đi thì sự buồn khổ của chúng ta nó còn đó. Nhưng mà rồi thời gian thì nó cũng sẽ hết. Có một bà thí chủ lên khóc với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đứa cháu con nó chết rồi, con không còn tha thiết gì muốn sống nữa. Đức Phật nói: Bà có thương cháu không? Nói: Dạ thương. Bà có muốn nhiều cháu không? Dạ con muốn nhiều cháu. Đức Phật nói: Vậy bây giờ nếu cả cái thành phố El Monte này đều là con cháu bà hết, bà chịu không? Nói: Dạ thôi. Nói: Trời ơi, cái thành phố này ngày nào cũng có người chết kiểu này, chắc con khóc chết luôn. Đức Phật mới nói: Nếu nói là muốn khóc, muốn buồn, muốn khổ, thì cuộc đời này không phải chỉ mất người thân mới buồn khổ, mà cái buồn khổ nó trải dài trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Không phải chỉ mất người thân đâu. Có nhiều khi á, cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó. Họ mình mất họ qua một câu nói, mình mất họ qua một hành động. Đâu phải chết mới mất. Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn kiếp, là hết một đời này rồi. Mà đôi khi mình không có mất họ bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi. Sống chung nhà nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa. Có không? Có. Thế thì cẩn thận cái đó. Còn cái chuyện mất này nè, là nhất định sẽ có ngày mình mất cái này. Nhưng mà bây giờ lấy cái này để quán chiếu cái mất trong hiện tại. Chúng ta đừng để chúng ta mất những người thân. Thậm chí có những người sống chung một nhà với mình mà hình như tình thương của họ đối với mình đã mất vì cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, cái cách nói năng của mình chưa có đủ chánh niệm để làm cho người đó cảm thông với mình. Cái này cần có. Chánh niệm là gì? Là vậy đó. Chánh niệm là mình luôn luôn có một cái niệm nhớ nghĩ một cách chân chánh là chúng ta phải làm gì. Chánh niệm về sức khỏe, chánh niệm về tuổi thọ, chánh niệm về thời gian, vân vân. Cái thời gian nó thấm thoát mau lắm. Mà chúng ta đã là những người Phật tử đã có một pháp môn cho chính mình, thì chúng ta phải nắm pháp môn đó và vững chãi để tiến xa, để tu tập, để chuyển hóa đau khổ. Chứ đừng để mất thì giờ để chúng ta ngồi đó luận tông này tông kia giữa tịnh độ với thiền. Trên này có câu hỏi đầu tiên, mà cái câu này á, nó giống như là một cái problem cho những người hành giả tu tập. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các em đó, cuộc đời này chúng ta đã rất nhiều học giả, diễn giả rồi. Nhưng mà diễn giả hay học giả thì cũng số nào thôi. Còn cái số lượng phần đông á, là hành giả. Hành giả chiếm số lớn, còn học giả, diễn giả, thuyết trình viên vân vân là tạm một số nào thôi, để rồi cho người ta hiểu cái con đường, cái cách. Chứ đừng có bị những cái pháp môn nó làm khổ mình. Pháp môn là để cho mình tu để hết khổ, chứ không phải pháp môn để cho mình dính mắc vào đó, để rồi chúng ta ngồi đó luận, chỉ trích, phê bình. Nó không đúng với cái đường lối và cái mục đích của pháp môn. Chữ môn là gì? Là cánh cửa. Chữ pháp là con đường. Con đường dẫn mình vào cửa. Cửa này là cửa tu chứ không phải cửa tử. Mà cuối cùng chúng ta biến pháp môn, tức là cửa tu, thành cửa tử. Nghĩa là chúng ta để mất thì giờ quá nhiều để ngồi bài thiền đã xích, đã tịnh. Cái này là cái đau lòng, cái nhức nhối của Đức Phật. Đức Phật không hề chia pháp môn, chẳng qua là tùy phương tiện căn cơ của từng người mà Phật dạy tu. Thế rồi bây giờ chúng ta dính vào cái cách đó rồi chúng ta bài xích lẫn nhau hay là phiền muộn lẫn nhau là không đúng đâu. Nếu là Phật tử có tư tưởng đó thì hãy nên bỏ đi. Bỏ để làm gì?
bỏ để cho tâm mình an ổn, tĩnh lặng. Mà có tĩnh lặng là mình mới có nhẹ nhàng đi được. Còn không thì tu, càng tu thì pháp môn nó càng rỉ mình lại, gọi là tu rỉ. Và cuối cùng mình không đi đâu được, không có đi xa được trên con đường đạo. Pháp môn là để cho mình tu mà, đâu phải để cho mình dính. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi đây có 10 người bệnh, mà mỗi người bệnh mỗi kiểu. Người nhấc chân bị đau lưng, đưa cái thuốc đau nhức xương khớp. Người đau đầu cũng lại gọi là nhức, mà nhức đầu uống Tylenol. Người cũng đau mà đều đau bụng, uống cái khác. Người cũng đau mà đau tai, uống cái khác. Người cũng đau mà đau cổ họng, uống cái khác. Mình không thể lấy một viên Tylenol trị nhức đầu, đưa tất cả mọi người, bắt mọi người phải uống cùng một loại thuốc đó. Nhưng mà nếu như ai đau đầu, uống Tylenol hết, thì cũng nhớ là Tylenol chỉ là thuốc trị nhức đầu, chứ nó là phương tiện trị bệnh đau đầu, chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh, cái rốt ráo, cái tột cùng là cho chúng ta hết đau đầu. Vừa rồi ở bên Linh Quang cũng có một vị hỏi câu này. Rồi sáng nay mới ngồi xuống thấy câu này nữa. Thì thưa đại chúng là, nếu đại chúng thật sự thương cho tự thân tâm mình, muốn đi tu, tu đây là nghĩa là chuyển hóa đó, chứ không có gì đặc biệt đâu. Tu theo Phật tức là nhận pháp môn để chuyển hóa khổ đau chấp trước. Mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ gì? Chấp. Cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi. Thí dụ Pháp Hòa chấp, Pháp Hòa là trụ trì, cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình, nó bộ không biết tôi là trụ trì hả? Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm hội trưởng của một cái hội gì đó, mà người đó vô hỏi chú có phải người làm ở đây không? Nói trời, bộ mặt tôi giống người làm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp, nói giám đốc cũng làm, phải không? Mà dám làm cũng làm, mà đốc hay suối gì cũng làm hết. Thì người ta hỏi mình có phải người làm ở đây không? Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ? Người chủ thì cũng vô đây làm, chứ không lẽ vô đây ngồi chơi? Thành thử ra mình chấp cái chữ thì mình khổ theo cái chữ. Chấp là gì? Là dính rồi đó. Thành thử ra cái khổ của con người á là không có gì hết, tại vì con người dính nhiều quá. Dính nhiều quá, thành thử dính đâu thì chúng ta khổ đó. Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không? Bây giờ đừng nói cái dính gì hết á. Bây giờ thí dụ cho mình thích mua sắm, thích đi shopping, mà bước vô shopping là đụng gì mình cũng dính hết. Thì mình khổ theo cái thích shopping. Rồi cái người, thí dụ một người con trai, một người đàn ông mà đào hoa thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa, tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó cũng thích mình, phải suy nghĩ chữ, phải suy nghĩ cách nói. Thành thử ra đừng có bao giờ, nói chữ đừng đây á cũng khó, mà chúng ta phải ráng làm sao là lỡ có chấp thì liền giật mình đang chấp đó. Như tự nhắc mình thôi. Hồi sáng Pháp Hòa đi trên xe thì Hòa nói với Phật tử, thật sự ra đó, tất cả chúng sanh ta còn đều là những người phàm phu sống trong đời này. Chúng ta không hết bệnh đâu, bớt bệnh là mừng rồi. Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp? Người không cao đường thì cũng người cao máu, không cao máu thì cao mỡ, không cao máu cao đường cao mỡ thì cũng phong thấp, thấy không? Mà không phong thấp thì thấp khớp. Mỗi người có mỗi cái bệnh, có hết bệnh đâu, nhưng mà có thuốc uống để nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy, đừng có bắt ai phải hoàn toàn hết bệnh. Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh tơi bời hoa lá mà mình không biết. Cho nên á, có một câu chuyện thiền. Có cái chú nọ, chú đi ngang, chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt. Chú nói tu hành mà còn ăn mặn. Ông thầy ông nói, có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. Thì thật sự thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng, mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình muốn chuyển hóa bản thân mình.
Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước. Còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều, thì mình lại càng khổ đau. Cho nên pháp là con đường, môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như trăng kia đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mơ màng hay sáng vằng vặc, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ, hồ kia vẫn soi vằng vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì? Thành thử ra tất cả các pháp môn niệm Phật hay ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định. Mà định đâu không thấy, thấy loạn không? Nó trật đi cái mục đích của pháp tu. Mà chúng ta phụ lòng của Phật, mà chúng ta cứ nói bạch Đức Thế Tôn, thưa Đức Từ Phụ. Không, bây giờ Từ Phụ đâu không thấy, mà mình thấy mình có phụ nữa đó, mà phụ lòng. Phụ lòng mong mỏi của Phật, phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình đã dày công nghiên cứu hướng dẫn cho mình tu, mà rốt cuộc mình càng tu thì như ở tù. Thầy biểu đừng để dấu huyền, mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô. Càng tu càng túng, càng tối tâm càng tồi túng, không có thoát được. Cho nên tất cả pháp môn như là thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Cho nên nhà Phật ta có câu: chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Quý vị có nhớ không, Đức Phật từ cõi trời đâu xuất xuống cõi người, Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì Ngài sanh trong cõi người thì phải học tiếng nói của con người. Cái câu đó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm. Nó thâm sâu lắm. Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ. Chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng mà đa số các em nó nói tiếng Anh rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó. Để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp. Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật. Ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu. Lâu lâu ăn thôi. Mình qua nước Nhật, nếu mình biết tiếng Nhật, mình cứ nói tiếng Nhật. Thành ra mình phải biết bệnh gì uống thuốc này. Và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương thì nó trật đi cái bản hoài của Phật. Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao? Niết bàn ngay trong giây phút này. Niết bàn là gì? Là sự an lạc. Vậy thôi. Đừng chấp trước là có niết bàn à. Mà hãy mình chấp trước là nát bàn. Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là pháp môn nào cho đúng, pháp môn nào trị được bệnh. Người không tin đại thừa lại mang lòng phỉ báng, xin thầy cho bất cứ lời khuyên dạy. Và trước hết là đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi? Thời của Phật chẳng có thừa nào hết. Nhưng mà Phật á, tạm đặt ra ba thừa. Và cái mục đích của chữ thừa là gì? Để nói lên mọi căn cơ trình độ của mọi người. Thí dụ con nít, nó mới học có lớp 2, lớp 3 mình gọi là tiểu thừa. Tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học, chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được? Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Giờ Phật dạy có ba thừa, mình tạo thêm thừa nữa. Giống như mình thông minh hơn Phật.
Thưa đại chúng, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa chỉ là một cái ý niệm nói về căn cơ trình độ của mọi chúng sanh trong đời này. Mà Đức Phật ví dụ giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống. Cây nhỏ, cây trung và cây lớn, cây nào cũng được thấm nhuần cái nước hết và tùy theo cái sức hút của nó. Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều. Có đứa nó hiểu chút chút mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lại mình nói với cái đứa nhỏ không hiểu nó anh khờ dại vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được. Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa mà tiểu thừa cũng không được phỉ báng đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ ấy, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật. Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ. Chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại. Thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa. Còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy. Thế thôi, cho nên nguyên thủy cũng không có. Ví dụ thôi, bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam, cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó, thấy không? Rồi khách tới nhà cái rấy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam. Nhưng mà rồi thờ Phật thờ đồ theo kiểu Việt Nam. Bây giờ con cái mình nó lớn lên theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được. Và nó nói má ơi con chỉ thích xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ, con trưng ở phòng khách để mỗi ngày con nhìn Phật, để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con. Mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không? Mình thờ Phật theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam. Còn nó là thờ Phật tại tâm. Nó thờ Phật, nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó do cái hoàn cảnh nó không cho phép. Chúng ta cũng không bài, mà chúng ta còn phải mừng là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật. Cho nên chúng ta không có bài xích cái gì được hết á. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác. Thì Phật Pháp, bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói. Chứ không thể nào một khuôn một mẫu đó được. Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng 60 bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc, nó cố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không uyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ do đủ thứ kỳ thị phân biệt trong cuộc đời này rồi. Mà chúng ta là người đệ tử của bậc giác ngộ mà còn kỳ thị phân biệt nữa thì có phải chúng ta cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ. Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba loại. Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó. Cuộc đời này đã khổ rồi, cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu đó, ngồi tụng kinh bằng vậy là trật nha. Tụng kinh vậy phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sau chuỗi làm mình khổ. Cái sau chuỗi là để phương tiện để mình định cái tâm mình đừng có tán loạn. Mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc cũng mấy cái hột đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ không sao hết á, nó yên thân nó lắm. Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi cái tới đây say nghe. Mà say nhiều khi nó chóng mặt nó không chứng à. Đừng có như vậy là mình sẽ khổ. Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời, cái thân này vốn đã khổ rồi, có nó là khổ rồi. Sáng mà không xúc miệng coi biết tai. Ngủ dậy mà không rửa mặt coi
không rửa mũi coi, không rửa tay coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi, thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi, rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là sao? Tức là khổ, khổ là đã có thân có khổ rồi còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ, bây giờ nắm được số pháp môn rồi bắt đầu vung khổ. Chuông phải thỉnh 3 tiếng, dứt cái câu đó phải cái bon liền, nghe không? Chứ không bon là Phật không biết. Phải cắm cây nhang, tới Phật phải thắp cây nhang nghe, để nói với Phật I am here. Còn thôi Phật không biết. Cho nên rồi tu càng khổ, càng tu càng khổ. Mà hỏi tu để làm gì? Tu để hết khổ. Mà tu riết nó không khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu riết khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét. Ai gặp mình cũng kêu tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bài bán cái gì hết. Cái gì mình không đồng tình im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không? Mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ghiền vậy. Mình không thích nó, mình thích nó, mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung quá, tại ai cũng dành. Còn mình không thích nó, mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy, mà càng như vậy là mình sẽ càng sai, đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài, tu quỷ mà không tới đâu hết, mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. Mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được, khi phiền não chưa vãng, thì mắc cái gì mà đợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây Phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan. Còn không nữa là cực khổ rồi cuối cùng khiêng về Tây Ninh. Chữ đại, chữ tiểu ở đây chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho căn cơ, chứ không có cái ý bài bán ai là ngu hay ai là khôn hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy, đây cái chuông này. Cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia, mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì. Quý vị nhớ nha, chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì. Chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mà ư thiệt bự kêu là chuông đại hồng. Còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên. Nhưng mà nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ, tiểu, tiểu chung. Cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó, hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó, đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trung trung. Hiểu ý không? Thành thử ra cái mà cho là tiểu á là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu là người ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ. Càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Nếu mà mình thỉnh một tượng Phật về mà vậy sao lại Phật cho nổi. Đó, trời ơi con khổ, con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhăn quá. Mình đi tìm cái tượng Phật là muốn nhìn cái tượng Phật cho tươi, Phật cười cho đẹp. Phật bình lặng, tâm Phật bình lặng, ngồi yên bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng chỉ biết làm giàu chân thiện mỹ. Đó là chân, là nói chân. Bây giờ quý vị, cái đó bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó họ không phải cùng một đường hướng với mình, rỡ đó mình tiểu với đại với ai. Thành tử ra cứ hiểu như vậy để mình tu cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi, càng tu càng khô là tu trật rồi đó. Ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Bình thường không tu hành, đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy y nguyện về Tây Phương, hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được, nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không, nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng, Tây Ban Nha gì thì chắc có thể.
Thưa đại chúng, như thế này, một người không tu, người không biết lái xe mà tối ngày cứ đi quá giang, thì cái này là không chắc mà hên xui. Nhiều khi phone nhờ con người rảnh thì chở, không rảnh thì ở nhà. Còn nếu mà mình quá giang người ta, có thể người ta không cho mình đi được tới cái chỗ mình muốn, nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn, rồi đứng đó chờ người quá giang đi tiếp. Nó kêu là hitchhike. Đi tới đâu giơ tay cho quá giang. Mình tu thì nó tốt hơn là mình không tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa thèm cái đó, mà quý vị có ăn giùm thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tột cùng, thầy hả họng ra đút miếng này. Nhưng mà có nghĩa là quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á, thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt. Đó, mình tâm mình nó phải có tu, thì khi cái tu nó đến nó tương ứng. Cái này hôm nay Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó, mà nói nhiều mà hình như là cậu không đủ, tại vì xào tới xào lui cũng mì căng tàu hũ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, quý vị thuộc cái Hòa hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ Pháp Hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó. Cũng như vậy, nếu quý vị thuộc A-di-đà Phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tâm mình có cái đó thì khi người ta tới người ta hộ niệm, người ta giúp mình tương ưng, thì cái đó nó có sức mạnh nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe cầm cái bánh lái, mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết thì đẩy cũng được mà nó nặng. Có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ưng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt, mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới đáp theo được. Thí dụ quý vị tụng, quý vị thuộc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điệt Dạ Tha, tụng chú vãng sanh mà, thì người ta tới người ta tụng cái đó mình nói không, tôi không có biết chú, tôi biết thím không à. Có thím không? Rồi ta nói già di nị già già na, cái chừng đó nói, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già di nị già già na, ta nói chỉ đa ta lễ ta bà ha, mà mình không nhớ, mình cứ thưa già di nị già già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Rồi ta tụng a di rị đô bà tì, nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong. Vậy thì mình tu có tu nhờ tu mướn gì được không? Mình không có tương ưng thì nó không có thể được. Phải hai cái nó phải tương đồng. Cho quý vị mới thấy nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Bây giờ cái câu nó tương đương. Như mái nhà vụn lợp, chữ thôi. Mưa như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt. Tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác liền. Mình phải có cái tương ưng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô trụ trì cũng có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy có 1 tiếng thôi nghe. Thầy overtime là thì ráng chịu á. Thưa đại chúng, câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không?
Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi, người ta mời đầy tháng không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình, có nghĩa, có đối, có đáp, có thủy, có chung, có trước, có sau, có nhân, có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu, người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ, không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau, và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình 2 lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được 1 lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại. Tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó, thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message: tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó, với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó, bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta, cái người chết không để gì lại nữa, mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được.
Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tim. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim gan phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu mà quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0. Từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về 0 còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập? Và trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có cuốn. Nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe, mà người chết nó đeo theo nó nghe, thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nào không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu, lây qua đây. Rồi cái buồn hiu một mình, dạ ai đây, dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai, mà bây giờ hỏi chứ tại sao mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này
tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật mà mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương. Vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình. Đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à. Lại theo kiểu Tây Tạng nữa. Mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết, rồi sách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt ông dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy y Tây Tạng, ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thủy. Vô thủy là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là không nghĩa là Pháp Hòa bài xích gì, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định quý vị giống như con nít nó nhỏ đó. Giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không khổng cấp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi. Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn
không có pháp không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng, cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì. Giết người đó hay là cả đại chúng. Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à. Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em rồi sao em biết. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống á, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần. Cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết. Để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi cà lọ thiệt là đen lên mặt họ để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Ta nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương mà quên, bà già giờ 80 rồi xương đâu nữa cả. Thưa đại chúng, là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để qua hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đạo Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp rồi nhét rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn,
rồi bao ni lông cột quấn 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 lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la rồi ngọt quá, ngọt quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè người ta muốn chết vậy không sợ người ta ngọt, không có ly. Cho nên là đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi. Mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi chứ không có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á, là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi, thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó đóng trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì chỉ có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng. Còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, người ta làm công quả, người ta không biết, người ta lấy cái chén đó người ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi cái chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi. Mà người ta đâu có cố tình người ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy, thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì. Chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy. Đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó,
thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra, chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng, Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ, mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đối với, đến với quý vị, quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à, nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Mà người ta vô ta nói trụ trì bê bội. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa hằng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho Thượng Tọa nào chắc ghi lộn. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau, và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ đến Phật Pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là làm sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi dưới nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng, chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ, một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết. Cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi. Còn của người ta, mình không nói người ta đúng, người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là, cái điều đó, đạo đó là không đúng, không có. Cái đó không phải của mình. Mình cứ nói, à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn, hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa,
càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu. Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sâu chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó, ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên, nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Và hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập. Và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Con xin thầy giải giùm con. Ông xã con bị bệnh ung thư, con lên chùa, con nhờ thầy lễ, nhưng về ông xã con vẫn chết. Hiểu chữ lễ không? Tức là xin lễ cầu an á. Con lên chùa nhờ thầy lễ, nhưng ông xã về ông xã con vẫn chết. Em chồng bảo là con lên chùa lễ là ông xã con chết. Xin thầy giải, có phải lễ là chết không? Thưa đại chúng, là cho dù bệnh không có nhờ thầy tụng kinh cũng chết, có nhờ thầy tụng kinh cũng chết. Bởi vì hồi sáng mình học rồi, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc. Thành thử là lên mà không nhờ thầy thì chắc chết. Nhưng mà không nhờ thầy nữa thì phải chết chắc. Thật ra thì thưa đại chúng, là mình đã hiểu một lẽ thật ở đời: có sanh là có tử, chuyện đó là đương nhiên, không ai tránh được hết. Ngày xưa ông Bành Tổ sống 800 tuổi cũng chết. Thành thử ra cái chuyện chết là cái chuyện bình thường trong cuộc sống này. Nhưng mà bởi vì mỗi người chúng ta có một đức tin, tùy theo cái đạo mà chúng ta tin, thì thông thường thì Phật tử á, hễ mà thầy mà bệnh, ủa không phải thầy bệnh, chắc thầy chưa về bệnh quá hay sao. Mình mà có người thân bệnh á, thì mình có cái tâm ý, cái khuynh hướng, cái tâm lý là mình muốn lên chùa để nhờ thầy cầu an. Và cái đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi, nhờ cái năng lực gọi là phò hộ, tức là cái năng lực linh thiêng ở những bậc mà chúng ta tin tưởng. Và đồng thời chúng ta, thậm chí chúng ta đi tìm bác sĩ, đi tìm tất cả những thầy hay thuốc giỏi để mà chữa cái bệnh đó. Nhưng mà người xưa cũng đã có câu: thầy thuốc giỏi cũng không thể chữa người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Ông thầy mà có giỏi cỡ nào, như là Hoa Đà, như Biển Thước, cũng không thể nào chữa được người hết số. Chén linh đơn, tức là chén thuốc hay, cũng không chữa được bệnh nan y. Ngày xưa ông Tào Tháo á, ổng có một cái bệnh là bệnh nhức đầu. Nhưng mà cái thời của ông Tào Tháo á, là có một ông bác sĩ rất là giỏi,
ông tên là Hoa Đà. Thì ông Hoa Đà đó, cái thời đó mà ông đã có biết cách mổ đầu để mà chữa cái bệnh não đó. Nhưng mà bây giờ mà nói mổ não thì người ta còn có thể chấp nhận, chứ thời đó mà biểu mổ não ai tin. Thì Tào Tháo nhất định không cho ông Hoa Đà giải phẫu cái đầu ông, vì ông nghĩ rằng Hoa Đà bị mua chuộc, nghĩa là giả bộ nói ông bị bệnh như vậy để mà mổ cái đầu ông để giết ông. Cho nên ông Tào Tháo nhất định không cho chữa bệnh, và thà chấp nhận bệnh chết chứ không cho Hoa Đà. Mà thậm chí sau này Hoa Đà bị nhốt ở trong tù vì cái tội. Và chính ông Hoa Đà cũng không để lại được những cái cuốn sách mà do chính ông đã soạn thảo được. Thì chúng ta thường nghe nói Hoa Đà tái thế, tại vì ai mà giỏi quá thì người ta thường ví ông đó như là một ông Hoa Đà. Nhưng mà Hoa Đà là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, và ông là một ông thầy thuốc rất là giỏi, mà chính ông là người chữa bệnh cho Tào Tháo. Nhưng mà bởi Tào Tháo quá đa nghi, cho nên rồi thà là chết vì một căn bệnh mà lẽ ra có thể cứu chữa, vì ông Hoa Đà có cách. Ở đây mình muốn nói, cho dù mình gặp những thầy thuốc giỏi, nhưng mà chúng ta luôn luôn thầm một câu: phước chủ may thầy. Thế nào gọi là phước chủ may thầy? Nếu mình đi chữa bệnh mà bệnh của mình được hết thì cái đó là cái phước của chính mình. Còn ông thầy mà ông chữa bệnh cho mình mà được hết, gặp đúng ngay mình là may cho ổng. Cho nên là may cho ông thầy chữa nhầm được một người còn phước, gọi là phước chủ may thầy. Chúng ta thường nói câu đó. Vậy thì cái chính yếu vẫn là cái phước của chính mình. Khi chúng ta hết bệnh, chỉ là hết một giai đoạn nào thôi, chứ cũng không có phải là hết trọn vẹn. Tại vì thủy chung đến một lúc nào thì cũng phải bệnh và chết. Cho nên mình lên chùa mình có tụng kinh, không phải tụng mà chết, mà cũng không phải là không tụng sẽ sống. Nếu mà có tụng kinh đi nữa, biết đâu nhờ cái năng lực, hoặc là nhờ cái năng lực giáo hóa, cho nên người đó cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi trong cái bình an tĩnh lặng. Tụng kinh để xoa dịu cái tâm thức hốt hoảng bệnh tật. Cách đây vài tuần trước khi Pháp Hòa qua đây đó, thì Pháp Hòa đi giảng ở Dallas. Cái tuần lễ hai mươi mấy tây tháng 10 đó, thì Pháp Hòa giảng ở Dallas. Thì cái bữa cuối cùng đó, thì có một gia đình chạy lên và nói rằng ba con bệnh nặng lắm, mà bây giờ thì bác sĩ đã giống như là chịu thua rồi, nếu mà được thì xin nhờ thầy lên thăm ba con, thì giống như là thầy tụng một thời kinh để mà cho ba con được an tịnh. Thì Pháp Hòa cũng nhận lời lên thăm. Thì lúc đó ông nằm, ông không có trả lời gì hết, dù mọi người vô kêu réo ông, nhưng mà trong khi mà ông nằm thôi thóp như vậy, Pháp Hòa mới đứng kế bên giường bệnh. Pháp Hòa nói chuyện với ông, giống như mình nói bây giờ là khai thị đó. Pháp Hòa nói: ông cụ ơi, mấy mươi năm nay ông đã làm tròn cái bổn phận của ông đối với vợ con gia đình. Thôi bây giờ đã đến lúc, nếu mà cần buông bỏ thân tứ đại này thì ông cứ buông bỏ một cách nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến. Tại vì ở đời này hễ có sanh thì có tử, có khỏe thì có bệnh, có già có trẻ, có được có mất, lúc nào cuộc đời này cũng đều là hai cái nó đối đãi với nhau. Thì thôi mấy mươi năm này mình đã hưng suy theo cuộc sống như vậy rồi, thì bây giờ đến lúc buông xả thì ông buông hết đi. Nói chung là nói cũng nhiều lắm. Thì quý vị biết không, trong khi mà nói như vậy rồi, cái tự nhiên ông nhổm người ngồi dậy,
Ông gật vậy nè. Ông ngồi dậy, ông nhổm người dậy, bắt đầu ông gật đầu. Người nhà đứng đó mà thấy lạ vô cùng. Đến khi Pháp Hòa mới xin phép ông, thôi Pháp Hòa về nha. Thì ông nằm về, Pháp Hòa mới hoành dưới chân về đi ra cửa. Thì ông bất ngồi dậy, ông quơ tay lên. Ông quơ tay lên thì Pháp Hòa mới đỡ cái tay ông, nắm cái tay Pháp Hòa, ông kéo lại, ông để trên đầu ông. Đó là cái chuyện nó mới xảy ra Texas. Pháp Hòa để ông, để ông cầm cái tay Pháp Hòa, ông để trên đỉnh đầu ông một hồi vậy nè, rồi mới thả ra. Mà hồi nãy là nằm bất biết. Như vậy thì Pháp Hòa có nói là cái người mà họ nằm bệnh á, quý vị nghĩ rằng lý do người ta nằm là bởi vì người ta không còn đủ sức để người ta phản ứng lại cho mình. Nhưng mà cái tâm thức họ, tất cả những gì chúng ta nói họ nghe hết. Cho nên đối với những ai bệnh sắp mất, mình có những cái ân oán buồn vui gì với nhau đó, tới nói đi, nói cho họ xả. Có lần Pháp Hòa đi một cái gia đình đó, là người ta đạo Tin Lành. Thì hai vợ chồng hận với nhau như thế nào đó mà ông chồng nằm hoài không đi. Thì người ta mới nói thôi giờ chỉ có cách lên mời mấy thầy trên chùa thử coi. Thì đạo Tin Lành mà, thì họ đâu biết gì đâu, thì họ nhờ lên mời. Thì Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói. Nhưng mà rồi ông cứ nằm đó. Pháp Hòa mới hỏi về trong nhà còn ai chưa nói chuyện với ông không. Thì gia đình mới nói là còn bà vợ, mà bà vợ đang hận ông dữ lắm, không nhất định không vô. Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa khuyên. Khuyên thì cuối cùng cô chịu vô. Cô chịu vô thì cô chỉ đứng, cô chỉ nói, không cần phải nói lớn nữa. Cô chỉ nói khơi khơi vậy đó. Thôi bây giờ tôi với ông bao nhiêu năm nay có hờn giận gì với nhau á, thì thôi giờ tôi cũng xả. Nếu mà ông có nghĩa là đủ thời gian ông đi thì ông đi. Thì quý vị biết cô này nói vừa xong cái nước mắt ông chảy ra về không tắt thở. Thì như vậy mình mới thấy rằng cái tâm thức với nhau. Cho nên không phải là mình đừng có hiểu lầm cái lòng tốt của người vợ. Đâu có ai muốn cầu chồng mình chết đâu, trừ khi nào nằm hoài mà do cái duyên nghiệp nó đến thì mà thấy hành thân ép sát như vậy tội quá thì cầu nguyện. Nhưng mà cái cầu nguyện của người ta cũng cầu sao? Sanh thuận tử an. Cái câu mình thường nguyện cho người bệnh đó là sanh thuận tử an. Nghĩa là lúc sống thì mọi việc được thuận, khi mất đi thì cũng mất trong cái sự an tịnh. Cho nên cái câu mà chúng ta thường cầu nguyện cho người bệnh, mà nếu mình thấy họ không thể qua được thì chúng ta hay nguyện cho họ sanh thuận tử an. Còn cái chuyện mà không phải vì lên chùa tụng kinh mà ông này chết sớm hơn, hoặc là bây giờ nếu như mà bây giờ đừng tụng đi, cũng không có nghĩa là ông sẽ không dậy, ông không bệnh, không chết. Cho nên cái đây là một cái tâm tốt. Cái nghiệp nó đến thì chịu thua. Nhưng mà nếu như mà mình có được một thời kinh sám hối cầu nguyện, thì chúng ta nhờ cái năng lực đó chúng ta có thể đi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Cho nên mình nhờ ai đó đến tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để an tịnh cho tâm người đó, và đồng thời cho người đó được một cái hướng đi. Tại vì cái lúc mà bệnh mà sắp mất á, thì tâm trí họ rối loạn lắm. Một á, là những gì họ còn đang hiện đời này chưa xong, còn lưu luyến. Hai là họ không biết phía trước mình đi đâu, làm gì, gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãn, đường trước mịt mờ, không biết phải đi đâu. Cho nên không phải là đơn giản à. Cho nên đừng có hiểu lầm là do cái cô này cô đi tụng kinh về cái chồng của chết. Là mình nói như vậy mình tội nghiệp người ta, rồi người ta mang một cái đau khổ là tôi vì do tôi tụng mà chồng tôi chết. Thấy không? Thành tựu không phải vậy. Xin thầy giảng dùm cho con ý nghĩa bốn trí. Một là thành sở tác trí, hai là đại quan, là thành sở tác trí, đại quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. À, thưa đại chúng, là ở trong Phật học á, nó có hai phần. Một là thức, hai là trí. Thức á là cái chúng ta nhận biết rồi phân biệt, so sánh, cho nên nó có phiền não, khổ đau.
Còn trí là chúng ta nhận biết mọi sự việc như là mà không thêm bớt. Hai cái đó nó khác. Trí là do tu mà có, còn thức là do đời sống hàng ngày chúng ta huân tập. Ví dụ như hồi nhỏ mình chưa có biết cái đó là cái gì, nhưng khi lớn lên á, mình do mọi người xung quanh nói cái đó là cái gì, rồi mình gom thành một số kiến thức của mình. Rồi mỗi khi mình gặp cái gì là mình đem cái kiến thức đó ra để mình nhận định vấn đề. Cho nên là luôn luôn mình sống bằng cái thức, mà ít khi nào mình nhận định bằng cái trí đó. Ví dụ như là cái chuyện nãy vậy đó, đi lên chùa mà tụng kinh mà cho ông chồng chết, là đó là nhận thức bằng cái gì? Bằng cái thức phân biệt và so sánh và nghi ngờ của mình. Còn nếu mà cái người mà có cái trí là họ bao giờ họ nhận định sự việc nó như vậy đó. Cũng giống như ngày hôm qua có một câu hỏi mà bà chưa có trả lời. Hỏi rằng á, có phải là mình để tang có người thân của mình rồi mình không được tới nhà người khác không? Mà tới nhà người khác mà người ta xui có đúng không? Thành thử ra cái đó cũng là một nhận thức thế gian thôi, chứ nó không có liên quan gì một cái sự việc hết đó. Bây giờ mình nói ví dụ như mấy người Mỹ, mấy người Tây đó, họ cũng có người thân họ mất, cũng gọi là có tang thôi. Nhưng mà cái vấn đề không phải cái vấn đề để tang nó không nằm trong đạo Phật. Để tang là truyền thống của dân tộc Á Đông, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc. Kiểu đạo Phật á, là đến dân tộc Việt Nam và thấy những cái phong tục nào đẹp thì đạo Phật tiếp nhận. Chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có vấn đề để tang. Và khi mà chúng ta để tang thì chúng ta bày ra một cái lễ gọi là lễ thọ tang. Mà đã thọ thì phải gì? Phải xả, để cho nó thành một cái nghi lễ của tang chế. Rồi người xưa mới có một vài cái quy định để chi? Để giữ con cháu trong khuôn khổ, là khi có người thân mất thì chúng ta phải có một cái quy định nào đó trong bao nhiêu ngày để gọi là giữ cái đạo hiếu đối với cha mẹ. Cho nên người xưa nói là trong 49 ngày hoặc trong 3 năm mình không nên thế này thế kia. Đó là để giữ cho chúng ta trong một khuôn khổ nào đó, để chúng ta bày tỏ cái lòng hiếu thảo của mình đối với người thân mất. Cho nên mới dặn là khi mình để tang không đến nhà người khác vì sợ xui. Nói như vậy để chi? Để giữ mình. Chứ mình đang để tang cha mới chết chôn hôm qua, bữa nay có bạn mời đi sinh nhật mình cũng đi, rồi vô đó mình nghe nhạc, mình vui chơi, thì nó nhìn nó không có đúng như cái đạo lý của cái người Á Đông mình quan niệm. Vậy thôi, cho nên mới quy định. Chứ còn nó không có cái luật nào mà, thậm chí bây giờ lỡ đi mình không biết cái chuyện đó, mình đi tới nhà người ta có gì trở ngại không? Không. Chẳng qua là tại vì mình quan niệm mà lâu ngày người này nói một câu nó thành ra một cái vấn đề vậy thôi, chứ còn không có gì trở ngại hết. Thì chúng ta đem những cái nhận thức thường tình đó để chúng ta quy kết cho một việc gì đó. Chứ còn thật sự ra cái người nhìn bằng cái trí rồi thì không có vấn đề đó. Chị Pháp Hòa giải thích hai chỗ thức với trí. Thì bây giờ mình tu á, là mình phải chuyển những cái thức đó thành ra những cái trí. Thì trong đó chúng ta có 8 loại thức, và chuyển 8 cái thức này thành ra 4 loại trí. Ví dụ như là mình có một cái thức gọi là thức A-lại-da. Là thức A-lại-da là gì? Là cái thức này là cái nó chứa đựng tất cả những chủng tử, tốt xấu đều có hết á. Nhưng mà hễ mà cái chủng tử xấu mà ô nhiễm mà nó nhiều á thì nó hoành hành, nó làm mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình Pháp Hòa nói thức A-lại-da đơn giản là trong cái memory của mình, cái bộ nhớ của mình á. Nếu mà mình nhớ điều thiện nhiều thì cái tâm tư mình nó làm sao? Nó vui vẻ, nó thoải mái. Tại vì cái hạt giống, cái chủng tử mình chứa nhiều niềm vui. Còn nếu mà mình chứa quá nhiều những điều khổ đau phiền muộn thì nó thành ra nó ô nhiễm trong cái tâm thức mình. Đó. Thành thử là cái nhà kho của mình đó, ví dụ trong căn phòng này mà mình chứa quá nhiều những cái thứ dơ, nó có thể tạo ra những cái ô nhiễm, thì mọi người ngồi đây có thể lây bệnh hết. Thì trong cái tâm thức chúng ta nếu mà chứa quá nhiều những cái ô nhiễm thì nó cũng ảnh hưởng mình. Cho nên mình phải chuyển những cái chủng tử trong cái tạng thức này hoàn toàn trong sạch, chuyển từ cái thức mà là cái nhiễm ô đó đó, chuyển ra thành cái trí. Thì cái trí này nó giống như một tấm gương trong sáng
Cho nên gọi là đại viên cảnh trí. Cảnh là cái kiến. Đại viên tức là một cái cảnh viên này là viên mãn tròn đầy, như một tấm gương viên mãn tròn đầy mà được chuyển từ cái thức A La Gia. Rồi bình đẳng tánh trí là gì? Là do chúng ta có cái kiến chấp phân biệt, có khả năng thấy được tất cả các pháp là bình đẳng. Mình cái thức này mình chuyển là tại vì mình thấy các pháp mình có so sánh phân biệt. Cho bây giờ mình thấy các pháp đó bình đẳng, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Hay là diệu quan sát trí, chứ không phải là đại quan. Diệu quan sát trí là cái ý thức của mình được chuyển qua một cái quan sát, một cái trí tuệ sáng suốt, tìm tòi mọi thứ mà do cái trí chứ không phải do cái thức. Nói tóm lại, những cái trí này do tu tập. Và bây giờ Pháp Hòa nói như thế này nè, đạo Phật có cái đặc biệt á, khi mà chúng ta thành tựu một cái gì đó thì không phải là chúng ta dục cái đó đi để thế cái khác, nhưng mà đó là cũng là một vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề này đã được chuyển đổi từ cái trạng thái ô nhiễm thành ra thanh tịnh, chứ không phải là cái gì hết. Ví dụ hồi nãy mình giận cái người kia do mình hiểu lầm, rồi bây giờ mình hiểu được vấn đề, mình không hiểu lầm người đó nữa, thì cái tâm giận đó mình dục ở đâu? Đâu có đâu. Cũng cái tâm nãy đó. Mà hồi nãy mình giận, mà bây giờ mình hiểu được vấn đề, thì mình chuyển từ cái tâm giận thành ra cái tâm hoan hỷ. Đó. Thì cái thành tựu của đạo Phật á, không có nghĩa là chúng ta dời một cái gì hết á, mà chúng ta chuyển từ một cái tâm niệm này sang một cái tâm niệm khác mà thôi. Quý vị nhớ cái đó. Cái cách tu của đạo Phật là hồi nãy đó mình đem bao nhiêu cái nhận thức nhiễm ô, đó là mình sống bằng cái nhiễm ô cái thức. Bây giờ mình đem bao nhiêu, khi mình tu tập mình có được cái tuệ giác rồi, thì mình chuyển từ cái nhận thức nhiễm ô thành ra cái trí, là nhận thấy mọi việc mà có sự cảm thông, có sự thấu đáo. Cho nên chuyển từ cái tâm nhiễm ô thành cái tâm thanh tịnh, thấy biết rõ ràng, gọi là trí, chứ không có gì hết. Giống như là mình tắt đèn, thì tắt đèn đi thì cái bóng tối á, nó ngập ở trong cái phòng này. Nhưng mà khi mình bật đèn lên, bóng tối nó đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà tại cái ánh sáng đủ, cho nên làm cho cái tối nó tan biến. Thì nhớ là mình tu hành cũng vậy. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề thì cái chữ tức đó nghĩa là nó đó. Phiền não cũng là bồ đề, tại anh không hiểu thì là bồ phiền não. Nhưng khi mà anh đã hiểu rồi thì tự nhiên nó thành ra cái tâm sáng suốt bồ đề. Cho nên cái chữ là không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thế nào gọi là sắc tức thị không? Thì cái chữ bây giờ này, ngay cái hoa này là sắc, nhưng mình vẫn thấy cái sắc này là duyên hợp giả có, không đợi nó tan biến mới kêu không. Ngay đương thể, đương lúc đó là sắc, tôi vẫn thấy nó là không. Cho nên danh từ gọi là đương thể sắc không. Đương thể tức không, đương khi nó đang là cái thể này nè, tôi vẫn thấy nó là không. Chẳng qua là mình gọi qua hồng là tại vì bây giờ đó nó gom lại. Bây giờ quý vị biết, đâu có cần phải đợi nó một giây mới kêu không. Cái này là đồ ráp, nó héo rồi, nhưng mà còn ngày cuối nữa, không lẽ đi thay. Thôi chịu khó cắt chân mày, tỉa chân mày nó là sáng giờ đó chứ. Sáng chân mày nó hư hết, cầm cái dao tỉa mấy chân mày, cắt lông nheo rồi lại. Đương thể tức không. Cái thân này là đương thể tức không.
Ngay thấy sắc đây, tôi vẫn thấy nó là không phải sắc, bởi vì nó được phối hợp bởi đất, nước, gió, lửa, chứ không có gì hết. Chẳng qua là một hợp thể. Nhưng với cái người nhìn bằng cái trí, tôi nhìn thấy rõ anh chỉ là một hợp thể. Tôi đâu cần đợi anh rã ra tôi mới kêu không đâu. Nếu mà đợi rã ra không thì là bình thường rồi. Với cái trí tuệ bát nhã, cái gì hiện còn tôi vẫn thấy nó chỉ là một hợp thể thôi. Giống như bây giờ mình gọi là, nãy giờ gọi cái sân khấu này là pháp tòa, mà chiều hôm qua đó là sân khấu của đám cưới. Rồi bây giờ mình kêu là đạo tràng, chứ ngày hôm qua nó là cái ho, ta nhảy đầm. Thật ra mình với cái người mà có trí là ta nhìn vạn pháp như vậy. Cho nên sắc tức thị không, ngay cái sắc tôi vẫn biết sắc này là không. Bây giờ tôi nhìn cái không, tôi vẫn thấy sắc. Ví dụ mình nhìn cây nhang, mình nhìn cây nhang mình nói là cây nhang, nhưng mà mình nhìn bằng cái trí là cây nhang này được hợp thành bởi những thứ không phải là cây nhang. Vì cây tre không phải là nhang, bột trầm không phải là nhang, hồ trộn trong bột trầm không phải là nhang, màu đỏ nhuộm chân nhang không phải là nhang. Nhưng mà nhờ những cái không phải nhang như màu đỏ, cây tre, bột trầm, keo gom lại, pha trộn, nắng, đem phơi, gọi là cây nhang. Đó, mà ngay khi tôi nhìn cây nhang, tôi vẫn thấy cây nhang được làm bởi những thứ không phải là cây nhang. Nhìn như vậy đó, gọi là cái nhìn của bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong hư không này, mình gọi là hư không, nhưng mà thật sự trong hư không này có sắc, có vi trùng, có bụi, có đủ thứ hết. Tại mình không thấy thôi. Thì khi cái gì mình không thấy mà nó vẫn có thì gọi là diệu hữu, có một cách rất màu nhiệm. Cho nên cái người mà có được cái trí chuyển, hồi xưa tôi sống bằng nhận thức phân biệt, cho nên tôi buồn, vui, khổ, não, đu thứ hết cả ngày. Thôi bây giờ tôi không có sống cái kiểu đó nữa, tôi sống cách khác. Tôi vẫn thấy mọi thứ nhưng tôi không phân biệt gì nữa hết. Ví dụ như hôm nay tôi ăn bánh ướt, ngày tuần rồi tôi cũng được ăn bánh ướt. Nhưng mà cái người mà sống bằng cái thức á, bánh ướt này không ngon bằng bánh ướt tuần rồi, nước tương này không mặn mòi bằng nước tương hôm qua. Thành thử suốt ngày ăn mà không thưởng thức được cái vị của nó, mà cứ đem cái thức phân biệt của hôm qua, của hôm tuần rồi, của tháng trước. Ăn vậy đâu ngon lành gì đâu. Còn người trí tàn ha, à nước mắm hơi lạc, tôi chỉ cần thêm miếng nước tương mặn mòi đủ ăn. Đó, người trí ta ăn vậy cho nên ta ăn vẫn ngon. Còn người mà mình giống bằng cái thức là nước mắm lạc quá, à, không ngon bằng tuần rồi, nhưng mà đâu có ngưng đâu, vẫn nói mà vẫn hết dĩa. Vì vậy thì bây giờ mình đã có đâu, người trí nhận biết cái này lạc thì tự động đi kiếm cái gì đó để cho nó mặn mòi đúng khẩu vị mình, rồi ăn một cách hạnh phúc thoải mái mà không ngồi phân biệt tuần rồi, tuần trước, tháng kia, năm kia gì nữa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Và thức vị trí. Chính vì vậy cho nên khi tụng kinh khai chuông mở xong nè, bốn tiếng cuối cùng cốc 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 trước khi vô kinh, nghĩa là chúng ta chấm dứt sanh già bệnh chết và tu tập để thành được tứ trí này. Cho nên bốn cái cốc cuối cùng cốc. Đang mở cái bài anh ơi nếu mộng không thành thì sao. Xin thầy Quan Hỷ giải đáp cho con một thắc mắc. Có một lần con thấy tận mắt mình một vị thầy đến trước nhà bạn con và thò tay vào lư hương.
mà người bạn thờ trước cửa nhà, vậy là sao vậy thầy? Và ý nghĩa gì? Câu hỏi là cái vị này sợ mình không tin cho nên nó là tận mắt thấy. Tận mắt thấy thầy, một vị thầy đến nhà của một Phật tử, rồi trước nhà vị đó có một cái bàn thờ, có cái lư hương. Thầy thò tay vô cái lư hương đó, mà cái vị đài không lại hỏi cái ông thầy thò tay đó mà đi hỏi em. Cái này là thầy chùa, thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Mình muốn biết thì mình chạy tới mình hỏi what are you doing. Thầy đang làm gì? Bởi vì cái chuyện này nó đâu có thường xảy ra trong nhà chùa. Nếu mà nó có là thầy nào tới cũng thò tay vô lư. Bây giờ tự nhiên thầy để cũng phát sinh chuyện thò tay vô lư hương là cái chuyện của thầy đó. Chọc chơi cho vui vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa biết là tại mình thấy cái chuyện nó lạ lạ, mình không hiểu mình hỏi. Nhưng mà thật sự ra là cái chuyện này nó không biết được, là tại vì có thể thầy đó, thầy cất cái chìa khóa trong đó làm sao. Thầy làm gì đó mình đâu có biết. Chứ còn cái chuyện nó đâu có thành một cái lệ, một cái luật nghi, một cái gì của nhà chùa. Thành thử ra hỏi em là em chịu thua. Còn nếu mà lúc đó mày nhanh trí một chút nữa chạy tới ngó vô cổng rợ gì trống. Nhưng mà tốt, cái gì mình không hiểu thì cứ hỏi. Tại vì nếu mà mình không hỏi mà mình cứ ôm cái nghi ngờ đó hoài cũng không nên. Còn bữa nay là Pháp Hòa giải tỏ là cái đó nó không là cái gì, nó không nằm ở trong một cái lễ nghi gì của Phật giáo hay của tu sĩ Phật giáo cả. Chẳng qua là một cái hành động riêng biệt lúc đó vậy thôi, chứ bữa khác thầy đó tới chắc cũng không có rờ kiểu đó nữa đâu. Có lẽ bữa đó có một vấn đề gì đó, không? Hoặc là thầy lên thầy thấy cái nhang nó thấp, thầy muốn biết ở trong đó để gì, để cát, để gạo, để gì đó, mình không biết được. Mà nếu như vậy thì tại sao biết nhiều chuyện trên đời, người ta cũng rờ, người ta cũng sờ, người ta cũng mó mà không hỏi. Vậy sao nãy giờ ông nói làm gì thầy cứ rờ mũi thầy hoài vậy? Từ trưa giờ em bị dị ứng. Nó cứ ngứa ngứa ngay chóp mũi đây nè. Thế nào lát cũng có câu hỏi đó. Mà nếu mà không viết lên là nãy giờ cũng nhìn rồi đó. Trước con kính chúc thầy luôn pháp thể khinh an. Trong này ghi là con kính chúc thầy pháp thể kính an, huệ năng thường chiếu. Thường thường á, khi mà mình muốn dùng mấy cái từ chuyên môn trong Phật học á, nhớ là mình tra dò cho kỹ. Thật sự ra tại Pháp Hòa đọc thì Hòa hiểu, chứ nếu người khác ví dụ mình viết cái này lên bỏ trên Facebook, trên mạng đi, thì người ta thấy là mình xài chữ nha, pháp thể chứ không phải là cái pháp. Pháp cái thể, cái là cái thân thể. Thân thể Phật pháp thì gọi là pháp thể. Chữ khinh là nhẹ, chữ an là ổn. Mình chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Tuệ là trí tuệ, đăng là cái đèn. Trí tuệ, cái ngọn đèn trí tuệ ở thầy sáng tỏ thường xuyên. Hoặc là mình nói là cúng dường là dê đê, chứ không phải là cúng vườn. Mà có nhiều vị nó con xin cúng dường. Cúng dường là cúng cái giường ngủ á.
Có một hôm Pháp Hòa tới thăm một bà cụ, thì bà cụ này bị lẫn. Bà cụ bị lẫn, lẫn dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt có một điều á, thậm chí con của bà cũng quên luôn. Con gái, con trai của bà quên luôn. Mà hễ mỗi lần bà muốn ăn cơm, bà vô bà gặp mấy người, chị cho em miếng cơm em ăn đi. Nghĩa là đến con gái bà cũng quên. Vậy mà Phong bà bước vô thăm á, bà đứng dậy liền. Ô, mô Phật, con chào thầy. Đặc biệt không? Hỏi biết thầy nào? Thầy Hòa chứ ai. Hai chuyện. Có cái chuyện này mới đặc biệt nè. Người con gái mới nói má con á, còn lại một cái tiền ít tiền lẻ này, nhỏ nhỏ đây, nếu đợi má con mất con đem cúng dường thế cho má con thì cũng được. Nhưng mà sẵn hôm nay thầy đến thăm, con muốn đích thân má con tự tay gửi lên cho thầy, coi như cúng dường cho Tam Bảo. Vì má con còn ít tiền lẻ trong túi, mà kể từ khi má con bệnh tới giờ là cái gói tiền lẻ này nó nằm đây không ai xài. Thôi thì tụi con không cần đến mà cúng chùa cho má con là tốt nhất. Thì người con gái mới nói má cúng dường cho thầy đi má. Biết bà nói là sao? Cúng rồi thầy xài chứ dường thầy đâu cần con. Quý vị thấy lẫn không? Mà có một cái đặc biệt là người con gái đưa cái gói tiền nhỏ đó đó, bà cụ nói đi vô lấy cái dĩa đi con. Lẫn hết tất cả. Thì các vị con mới nói ủa sao lạ vậy thầy? Pháp Hòa nói đâu có gì lạ, cái này là chủng tử. Bởi vì hằng ngày bà đi chùa, bà niệm tăng. Niệm tăng là niệm tên của thầy, nhớ thương đến thầy. Cho nên chủng tử tăng đó nằm trong tâm thức đó, trong cái tàng thức của họ. Cho nên khi gặp thầy họ vẫn nhớ. Đó là một. Cái thứ hai, chủng tử thiện lành cúng dường lấy cái dĩa, nó quen, nó thành một cái thuần thục trong tâm rồi. Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết rằng chủng tử rất quan trọng. Cho nên đừng ghét ai hết, đừng hận thù ai hết, vì nó rơi vào chủng tử rất là nguy hiểm. Và khi mà mình sắp mất đó thì cái đó nó lôi ra, mà nó vô này nó móc. Ủa sao toàn mình người không ưa không à, còn người ưa đâu rồi? Lúc đó mình mới hát em ơi em ơi em đâu rồi. Là vì trong tâm thức của mình hàng ngày mình chứa toàn là chủng tử xấu. Chứ cái giờ phút mình sắp mất á, quý vị sẽ thấy thỉnh thoảng đi vô thăm trong bệnh viện, tại sao có những người la lên, hốt hoảng lên? Tại vì những hình ảnh xấu nó đi ra trong lúc đó. Có những người quơ tay quơ chân, đánh tôi, nó đánh. Tại vì trong tâm thức chứa tất cả những chủng tử xấu. Cho nên tại sao hằng ngày mình tụng kinh niệm Phật để mình đẩy cái chủng tử xấu ra ngoài, đưa chủng tử thiện vô. Cho nên đạo Phật á, không phải lý thuyết, mà đạo Phật đưa cho chúng ta những phương pháp tu tập thiết thực để đưa những cái chủng tử thiện lành vô trong cái a lại gia thức của mình, tàng thức của mình. Ví dụ quý vị thuộc chú Đại Bi, chú Vãng Sanh đi, thuộc chú Vãng Sanh, thì trong khi nằm không biết gì hết, mà thầy hay ai tới tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ là mình chắp tay mình còn dạ dạ được theo. Còn nếu mà nó không biết, không có cái đó, người ta tới người ta tụng nó không có tương ưng, thì làm sao nó đủ lực nó đẩy mình đi được. Cho nên người khác tới hộ niệm cho mình là trợ lực, chính mình phải là tự lực, để cái tha lực đó với tự lực nó tương ưng với nhau. Mà hai ba ngày nay Pháp Hòa nói đó, cái chánh hành và cái trợ hành. Chánh hành là chính mình, trợ hành là người khác. Nhưng mà cái trợ hành là phần phụ, chánh hành phải là mình. Ví dụ quý vị không thuộc, quý vị thuộc cái bài hát là ai báo gì, gì chăn trâu là khổ, cho nên ai hát cái bài đó lên là mình có thể theo liền. Vì trong tâm, trong chủng tử của, trong tàng thức mình nó có cái bài hát đó. Nhưng nếu không có cái đó ta hát mình không có hát theo được. Cho nên quan trọng là mình phải chủng tử. Vì vậy chúng ta gọi là Phật tử. Chữ Phật tử là gì? Cái nghĩa đơn giản Phật tử là đệ tử Phật. Nhưng nghĩa đó đơn giản, đơn sơ thôi.
Cái nghĩa sâu sắc là gì? Phật tử là người có chứa chủng tử của Phật, chủng tử giác ngộ, chứ không phải chủng tử ma, chủng tử của mê lầm. Cho nên mình được gọi là Phật tử. Phật tử là người chứa đựng những chủng tử của Phật pháp. Mà không phải chỉ cư sĩ tại gia mới là Phật tử, tất cả chúng ta xuất gia tại gia đều là Phật tử. Nhưng mà Phật tử xuất gia, Phật tử tại gia, chứ không phải bây giờ mình gọi đây là quý thầy, kia là Phật tử, đó là một cái từ bình thường trong đời sống để chúng ta gọi để phân biệt. Chứ còn nếu nghĩa đúng, đây các vị xuất gia cũng là Phật tử. Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ Phật tử, cái nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta phải có chủng tử của Phật, chủng tử giác ngộ, chứ không phải những chủng tử phàm phu, những chủng tử khổ đau. Cho nên mình giận ai, mình hận ai, mình cứ chửi rủa họ hoài không nên. Tại vì mình tự mình tạo cái nghiệp khẩu cho mình. Rồi mỗi lần mình chửi họ là mình hình ảnh của họ có, mình tác động vô tâm tư. Mà khi mình sắp mất hình ảnh của người đó ra, họ làm cho mình sân tức lên, đưa mình vào chỗ đọa lạc. Đâu có lợi lòng gì, không có lợi lòng gì hết. Cho nên chứa một cái người xấu cũng chẳng khác nào, mình chứa một cái người mình ghét trong tâm á, cũng chẳng khác nào mình nuôi một cái tên giặc ở trong nhà. Nó có thể phá nhà của mình bất cứ lúc nào. Cho nên người nào mà mình đã mình đặt cho họ cái tên là mình không ưa, thì tại sao mình phải giữ họ? Mà nó nguy hiểm cho mình trong cái con đường sanh tử, chứ chẳng lợi lạc gì. Bây giờ đại chúng cứ suy nghiệm mà nói, ví dụ điều mà cái người mình không ưa, mỗi lần nhắc tới họ là mình phải chửi họ một câu. Thành thử ra cái hình ảnh của họ vừa trong tâm thức mình là miệng mình tạo nghiệp. Thì một lần mình tạo nghiệp về là chủng tử, mình phết đậm thêm cái điều bất thiện trong tâm mình. Thì khi mà mình sắp mất, cái giai đoạn sắp mất, thì ai là người đi ra? Ví dụ như mình thương cháu thì lúc đó mình nằm mình cứ nhớ cháu. Nhưng mà nếu mà ngược lại, mình không có đứa cháu là mình nhớ cái người mình không ưa, thì chính cái người đó là cái người đẩy mình đi đọa lạc. Còn mình thương con nhớ cháu thì chính nó là đủ năng lực lôi kéo mình trở thành ra tình ái si mê tù trong lục đạo. Cái bài sám mình hay tụng: trăm giây phiền não nghiệp báo theo hoài, nay nhờ năng Phật Như Lai giáng trần cứu độ. Cái bài tụng mà sám khánh đảng, sám thành đạo được của chúng ta đó. Vì vậy cho nên tại sao ta cứ niệm Phật, niệm hoài, niệm như vậy để ta gieo cái chủng tử Phật vô trong tâm người ta. Tụng kinh gì mà tụng hoài, tụng ngày nào cũng tụng để gieo cái lời kinh vô cái chủng tử, cho cái tàn thức đó. Mà thử thời bây giờ mình không có niệm Phật tụng kinh, cái mình tụng gì? Tại sao mình cứ có một bài hát mình cứ hát đi hát hoài mà không sợ chán, mà bài kinh mình tụng hoài mình sợ chán? Mà giữa một bài kinh giúp cho mình an vui giải thoát, một bài nhạc làm cho mình khổ đau, cái nào nó hơn? Thí dụ có những bài nhạc mà mình hát lên là tâm trạng mình khổ đau vô cùng, nhưng mình rất thích hát, tại vì nó làm cho cái tâm trạng của mình. Cho nên á, tu tập là gì? Là mình đủ cái tuệ giác để nhận định. Ngày xưa mình không hiểu cái chủng, cái hột giống nào mình cũng đem vô đây hết. Bây giờ đủ rồi, đủ hiểu biết thì nên lọc bớt đi, cái nào không cần thiết bỏ bớt, nguy hiểm lắm. Cho nên cái chuyện mà mình Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa nói thêm để Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là tại sao bà cụ kia, bà lẫn là lẫn ở đâu? Trên cái hiện tượng, cái sự việc cuộc đời, tuổi tác, sức khỏe. Nhưng mà bị chiều sâu của tâm thức, những cái gì mình gieo vào nó vẫn còn đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ những em mà nó bị bệnh đó, nó bệnh Down syndrome, nó bệnh Down, bệnh si khờ vậy đó, bẩm sinh đó. Mình làm trái ý nó biết giận, nó biết la không? Vậy thì cái gì làm nó giận nó la? Chủng tử sân hận. Nó lớn lên hiện tượng, nó chưa bao giờ tiếp xúc với ai,
thì làm gì nó biết cái phân biệt cái gì, mà tại sao người nào đến với nó mà nó không đồng ý một vấn đề gì nó nói hét lên. Vậy thì rõ ràng cái chủng tử nó còn. Rồi người nào mà nó thích nó ôm nó hung, chủng tử ái nhiễm nó cũng còn, chứ đâu phải mất đâu. Rồi á, có nhiều đường. Rồi mình nè, thí dụ bây giờ hồi nhỏ tới lớn mình đâu có ai dạ, đâu có ai mở lớp dạy yêu đâu, không có trường lớp nào dạy yêu hết đó. Mà tại sao lớn lên nam nữ tự biết cái đó, chủng tử, rồi tập nghiệp, rồi đời sống hàng ngày. Để Pháp Hòa nói như vậy là để hồi nãy, tại vì mình nói ra ngoài chút vì nó không có dính dáng câu hỏi, nhưng mà tại vì Pháp Hòa mới nói là những cái từ ngữ mình dùng, thì Pháp Hòa đem ví dụ của bà cụ đó. Rồi bây giờ mình vô câu hỏi nè. Con đã quy y môn Tịnh Độ, nhưng con vừa quy y lại lần thứ hai. Lần một pháp danh khác, lần hai này pháp danh khác, nhưng lần này tâm con rất hoan hỷ, cũng môn niệm Phật Tịnh Độ. Vậy con có phạm giới không? Và con có tổn phước không? Kính thầy hoan hỷ giải thích cho con. Không có gì tổn phước, cũng không có gì phạm giới. Nhưng mà ở cái mặt tu tập, Phật tử thì chúng ta quy y một lần thôi. Bởi vì quy y là quy y chung. Trừ trường hợp quy y lại là như thế này. Nói chữ lại đây có nghĩa là vì mình có lý do. Có thể lúc nhỏ mẹ mình dẫn đi chùa quy y cho mình, mình không có ý thức khái niệm gì về vấn đề quy y hết, mặc dù pháp danh mình vẫn còn đó. Nhưng lớn lên mình đã hiểu rõ được ý nghĩa quy y, thì mình tự thân mình lên chùa xin cái lễ quy y đó, để tâm mình, tâm thức mình, từ cái nhận thức sâu sắc của chính mình, chúng ta phát nguyện lời quy y đó. Cái đó gọi là quy y lại đó. Nhưng mà cái đó là một hình thức update and refresh, renew nó lại, chứ không phải là mình bỏ thầy này để mình chạy sang thầy khác, không có cái ý đó. Hoặc là con mình nè, hồi nhỏ mình quy cho nó, mai mốt lớn lên chừng 13, 15 tuổi nó ý thức rồi, nói cho nó nghe xong dẫn nó lên chùa. Bây giờ đó nó có ý thức, thầy ngồi thầy truyền giới, thầy giải thích, nó nghe nó hiểu, tự tâm nó phát. Chứ còn hồi nhỏ mình dẫn lên chùa mình quy y, nhưng mấy đứa nhỏ 3, 4 tuổi dẫn lên quy y, là lớn lên cũng cầm cái điệp nói nó pháp danh này thì nó biết nó pháp danh đó, chứ nó không biết quy y là gì. Cũng giống như Pháp Hòa hồi nhỏ, Pháp Hòa qua Canada năm Pháp Hòa 12 tuổi. Thì khi Pháp Hòa đến Canada năm 12 tuổi thì ba Pháp Hòa đó, cái năm đó là ông vô quốc tịch, cho nên là ông mới nói là tôi có hai đứa con nhỏ, nó dưới 18 tuổi, nó mới qua, nó có cần thi quốc tịch không? Thì chính phủ mới nói là không cần, nó còn nhỏ, nó có thể theo ông. Cho nên ba Pháp Hòa có thẻ quốc tịch Canada mà không cần đi thi. Mà bây giờ quý vị mà hỏi Pháp Hòa là đi thi quốc tịch ra làm sao, rồi học ra làm sao, Pháp Hòa hoàn toàn không biết. Nhưng mà nếu Pháp Hòa qua Canada sau 18 tuổi là bắt buộc Pháp Hòa phải đi học và đi thi. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, không phải là mình quy nhiều lần là tốt, trừ khi nào thầy, cái vị thầy mình nương tựa trước kia đó ở xa mình, hay là thầy đã mất đi, hay thầy đã không còn tu, thì mình nương tựa một vị thầy khác để mình nhận thầy đó làm người thầy nâng đỡ tinh thần cho mình. Vì mình không phải quy y với cái thầy đó, mà quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng là chung, còn vị thầy đó là đại diện cho Tăng để làm lễ quy y cho mình. Thí dụ Pháp Hòa quy y cho quý vị ở đây, quý vị cũng đừng nghĩ tôi chỉ biết có thầy thôi. Không phải vậy đâu. Pháp Hòa là người đại diện chư Tăng làm lễ cho quý vị để được làm đệ tử của Tam Bảo. Từ đây về sau thầy Lào, Thái, Miên, Việt gì đều là thầy của mình hết. Cho nên mình quy y một lần, hai lần, nhiều lần, cái đó không cần. Nhưng mà nếu mình muốn, không, mỗi lần có lễ quy y mình tới mình dự,
để luôn luôn mình được nhắc nhở cái pháp tâm quy đó cho mình, chứ không phải là quy lại. Và cái này nó không có một cái quy định nào, cho nên cũng không có gì gọi là phạm giới, là khi nào cái điều đó có hại người, hại mình, cái đó gọi là phạm giới. Cho nên cái này không có gì phạm giới. Mình cũng chẳng tổn thương ai, cho nên cũng không gọi là tổn phước. Quý vị hiểu ý chỗ đó. Cho cái này nó không phạm giới mà nó không tổn phước. Nhưng mà mình hãy nên suy xét lại mỗi khi chúng ta quyết định, ô tôi không thích thầy đó nữa, giờ tôi thích thầy này. Quy y như vậy cũng không nên, tại vì quy đó là do cái sở thích. Rồi mai mốt thầy này sẽ có ngày không bị thích, rồi là mình cả đời cứ bôn ba như vậy sao? Phải không? Con có người chị chồng, con có người chị chồng bỏ đi lấy vợ khác rồi, mà chị con cứ buồn. Con và gia đình rất là khuyên mà chị con không nghe. Xin thầy cho con lời khuyên. Ở vậy nãy là khuyên con. Thật sự ra đó, người ta thường nói vậy nè: kim có chích đến mình mới biết đau. Cho dù mình đem vô tận những cái lời khuyên thì cũng là mình là người ngoại cuộc. Mình khuyên là do tình thương, mình muốn cho người đó cái lời khuyên để người đó có một chút ánh sáng để người đó đi thôi. Chứ thật sự rồi khuyên, nhưng mà trong cái lời khuyên cũng thông cảm. Không phải dễ gì một ngày một buổi mà người ta quên được nếu cái tình cảm người ta sâu đậm. Đùng một cái người kia đã không còn thương yêu họ nữa, để đi sang thương một người khác thì họ đau lắm. Rồi mình khuyên mình nói thôi chị ơi bỏ đi. Mình nói đơn giản vậy thôi chứ chắc gì tới phiên mình bỏ nổi. Không chừng mình còn khổ hơn nữa. Cho nên ở đây nói là khuyên, nghĩa là chúng ta chỉ cho thêm một lời nói để mong người đó có thêm một sức mạnh, sống thêm được một ngày, một tháng, rồi từ từ họ lướt qua. Không có lời khuyên và không có món thuốc nào hay cho bằng cái thời gian rồi sẽ nguôi ngoai cái đau khổ đó. Nhưng mình nói như vậy thì cũng không phải chúng ta bỏ lửng cái người đó. Mình vẫn an ủi, mình vẫn khuyên, nhưng phải có nhẫn nại, phải có sự an nhẫn, thông cảm với người này, để rồi từng bước nâng đỡ ôm ấp họ, cho đến khi nào họ tự quán chiếu, họ tiêu hóa được điều đó. Chứ còn không phải mình khuyên như vậy mà mình có thể giúp được gì cho người đó. Tại vì cái người đó có một cái thương sâu thì hận lớn. Còn bình thường mà mình không có thương thì mình đâu có gì hận. Cho nên yêu nhiều thì hận nhiều cũng là cái chuyện tương đồng như vậy. Cho nên thôi thì mình có cái tâm tốt thì cứ khuyên. Và tuy khuyên như vậy nhưng mà vẫn có cái tâm thông cảm, nhẫn nại. Vì chị của mình đã quá thương chồng, và phải khoảng một thời gian nào đó thì chị mới có thể nguôi ngoai được. Kim chích tới mình mới biết đâu. Chứ còn bình thường mình ở ngoài thì mình chỉ khuyên vậy thôi. Con xin thầy giúp bạn con. Một người đã có gia đình, hai con nhỏ 7 tuổi, 13 tuổi, là giảng viên đại học. Năm ngoái chồng bạn đột nhiên xuất gia đi tu. Bạn đau khổ vô cùng vì là người yếu đuối, sống phụ thuộc vào chồng. Con khuyên bạn rất nhiều, bao gồm cả giải thích cái khổ, nguyên nhân, cách làm hết khổ và đạt đến hạnh phúc, giống như những gì con được học và làm theo từ sách và pháp thoại. Vì con cũng đã có gia đình, hai con rất nhỏ và cũng có chồng xuất gia .. nghĩa là đi với người khác. Hai người đi xuất gia hết. Bữa nay Pháp Hòa được học thêm từ mới. Nghe xuất gia nghĩa là ra khỏi nhà, mà một người thì ra khỏi nhà để đi thẳng vô chùa, còn một người là ra khỏi nhà này để sang nhà kia. Đó, cái ý cô này cô nói vậy đó. Cô nói cổ cũng có chồng đi xuất gia .. rồi xuất gia đi với người khác. Con may mắn và được thấm nhuần và có thể thực tập pháp môn thiền và thích nghe thầy giảng pháp. Nhưng bạn con không thích. Bạn nói là bạn biết bản thân là người ủy mị.
nhưng không làm gì hết. Bạn nói bệnh mà không chịu uống thuốc làm sao hết. Biểu đi thể dục ra ngoài hít thở lấy năng lượng thiên nhiên cũng không chịu, suốt ngày chỉ thích nằm. Con kính xin thầy cho bạn con lời khuyên được không? Chứ con là bó tay rồi. Con không biết làm sao cho bạn một ít may mắn tu tập của mình. Bạn còn nói chồng con chơi chán, về còn chồng bạn đi tu là hết hy vọng. Vậy là bây giờ phải nói là hết hy vọng rồi. Nghĩa là cô bạn kia nhìn người bạn này, thấy bà chồng bạn tuy rằng có người đàn bà khác nhưng mà bạn cũng còn hy vọng. Bữa nào ông chán ông còn về phải không? Còn ông chồng tôi ông vô chùa ông cạo đầu rồi thôi tiêu rồi. Mình là bạn với bạn mình mà mình khuyên bạn mình không được, mình bó tay. Rồi giờ thầy mới nghe sơ, thầy bó toàn thân luôn. Thôi bây giờ thì Pháp Hòa chỉ nói là thật sự ra đó, một người mà có gia đình, có con cái còn nhỏ, nghĩa là mình chưa có bổn phận tròn đầy, mình đi tu như vậy là cũng không được, vì mình còn thiếu sót đối với con cái. Nhưng bây giờ á, đi thì cũng đã đi rồi, không lẽ mình vô trong đó mình biểu ông đi ra. Thì bây giờ chỉ có cách mình quán chiếu thôi. Có thể trong một đời nào đó mình đã phát nguyện trợ duyên cho chồng mình trên con đường tu tập, cho nên đến đời này đủ duyên ổng theo Phật xuất gia. Mình có thể quán chiếu thứ hai, so ra một người đàn ông bỏ vợ lấy người khác với chồng mình bỏ nhà, nhưng mà dù sao chồng mình cũng để trở thành một người tu tập, chứ không phải là một người gây đau khổ cho mình để rồi cũng đau làm đau khổ cho một người khác nữa. Quán chiếu như vậy để có thể mình cũng nguôi ngoai và chấp nhận được. Cái thứ ba, có thể mình hy sinh cái tiểu gia đình của mình để chồng mình thành tựu được con đường tu tập. Có thể trong tương lai ông sẽ độ được nhiều người, thì cái tình thương này nó chan rãi rộng lớn hơn. Thì thôi bây giờ á, ông là đi tu, ông làm một cái bổn phận là độ chúng sanh, còn mình á, ở nhà có hai chúng sanh này để mình độ, thì là hai đứa con của mình. Thật ra thì so ra một người bỏ đi tu, mặc dù mình biết họ vẫn có cái lỗi trong đó một chút, nhưng mà mình vẫn có thể du di chấp nhận được. Bởi vì người này chỉ bỏ cái nhỏ, một cái bổn phận nhỏ để đi tiếp một cái việc khác nó lớn lao hơn. Mình có thể quán chiếu để cảm thông trợ duyên, chứ còn mình hận cũng không nên. Thì ngày trước á, có một thầy đó, thầy đi tu, thầy về quê. Thì lúc đó thầy đang học ở trên Sài Gòn, thì đến cái mùa hè thầy mới đi về chùa quê của thầy để thầy ở nghỉ 2 tháng hè. Thì có một hôm nọ, có một cô gái đi vô chùa thắp nhang xong rồi ngồi ở chỗ Đại Hồng Chung khóc. Thì thầy này thầy mới tới, thầy hỏi thăm xong thầy an ủi, an ủi rồi thầy nói chuyện rồi thôi. Thì cái chuyện đó xong thì cô này cũng đi về nhà. Thì thầy 2 tháng hè xong thầy cũng lên trên Phật học viện ở trên Sài Gòn thầy học tiếp. Thì một ngày nọ thầy đang ngồi học thì có một người chạy vô báo tin, nói thầy ơi có một cô gái ở ngoài cổng chùa á, cổ nói là cổ là bà con của thầy, cổ muốn xin gặp thầy. Ông thầy nói trời, tôi đâu có bà con nào ở đây, tôi thầy chắc chắn là thầy không có bà con nào hết, nhưng mà thôi bây giờ đã có người tới tìm thì tôi phải ra tiếp.
Thì thầy đi ra thầy thấy mới chưng hửng, thì gặp cái cô mà thầy chỉ gặp có một lần trong chùa mà sao nhận bà con đâu ẩu. Cái bắt đầu cổ mới nói, cổ mới than là cổ gia đình cổ thế này thế kia. Bây giờ cổ không biết đâu, cổ đã lên tận trên này kiếm thầy rồi, thầy phải có trách nhiệm bảo bọc cổ trên này. Cái trời đất ơi, thầy bây giờ sao đây? Cô này bây giờ bỏ nhà ở dưới quê chạy lên Sài Gòn mà cổ còn phán cho một câu, cổ nói con lên đây giờ con chỉ biết bám thầy thôi. Thế là ông thầy thấy tội, bây giờ bỏ làm sao? Thôi bắt đầu mới đi kiếm cho cổ một cái nhà, mua mướn cái chỗ ở, rồi bắt đầu thì mướn chỗ ở rồi thì bây giờ cổ dưới quê mới lên mà, thì bây giờ dẫn cổ đi mua sắm. Cái bắt đầu dẫn cổ đi mua nồi, mua chảo, mua gì gì đó, mua xong cái về có đói bụng cái cổ nấu cơm cho ăn. À cái bắt đầu cái quen dần dần, cái cỡ bắt biết chỗ, cái lâu lâu cái thầy ghé vô. Ghé vô sao cái cổ thầy ghé luôn. Ở với nhau được một đứa con. Thì một ngày nọ, một ngày nọ là cô này cổ đi chợ, ổng ở nhà ổng giữ đứa con. Thì sau cái bữa đi chợ đó là cổ mất tích luôn, cổ không có trở về đó nữa, và không có một cái dấu vết gì cổ chết cổ cái gì hết, mà nói chung là cổ không xuất hiện ở căn nhà đó nữa. Thì thầy này giờ ôm đứa con nuôi, bây giờ đứa con nuôi mà bây giờ thật sự tâm thấy con muốn tu, chẳng qua là giờ thấy cô này tội nghiệp rồi thấy bảo bọc vậy thôi, rồi giờ lại lỡ có đứa con với con nữa. Thì bây giờ mà tu từ nhỏ tới lớn mà bây giờ ra đời mà đạp xe xích lô nuôi con không còn đạp không nổi nữa. Cuối cùng ẵm đứa con trở về chùa chứ ông thầy. Mà khi mà ông thầy mất người đệ tử mà cưng yêu như vậy, ông thầy rất là đau khổ. Thì lúc mà ẵm về nhà rồi mới khóc với thầy. Thì lúc đó thầy nói gì vậy? Cũng giống như mẹ mà con gái mình nó lỡ dạy thì phải chịu thôi. Thì lúc đó ông thầy mới ngâm thơ, ông nói thôi con đừng khóc nữa, vai thầy con hãy tựa vào, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Nhưng mà có thể thầy này đời trước là một người đã từng quỵt tình cảm của người khác. Quỵt tiền cũng phải trả mà quỵt tình cũng phải trả. Cho nên đó, mình chưa có chọn, mình muốn giải quyết là mình phải giải quyết cho nó hết. Chờ ở đây thì thôi bây giờ đối với cái người đệ tử mà có một người bạn đời mình đi xuất gia, thì Pháp Hòa chỉ có một cái lời khuyên là thôi bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản, ổng đi tu chứ ổng đâu có đi đâu. Mình hy sinh mình nuôi hai đứa con để ổng trọn thành đạo quả. Cũng giống như ngày xưa Gia Du Đà La đã từng yểm trợ cho Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vậy. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa bày tỏ cái ý nguyện đó với Gia Du Đà La, thì Gia Du Đà La không có vui. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã khuyến, và cuối cùng cô thấu được. Và cô nói rằng á, thôi thì bây giờ á, trong kinh nói á, nghĩa là Thái tử Sĩ Đạt Ta còn nhắc Gia Du Đà La là nàng đã nhiều đời nhiều kiếp phát nguyện làm vợ chồng và trợ duyên cho ta làm Bồ Tát hạnh, thì đời này ta cũng muốn tiếp tục con đường Bồ Tát đó và tu tập. Cho nên Gia Du Đà La hy sinh ở lại để nuôi con, để cho Thái tử Tất Đạt Đa trọn vẹn con đường lý tưởng của mình. Vì vậy cho nên á, ở đây á, nhiều khi mình với người đó chưa phải là vợ chồng, nhưng mà có thể mình cũng có thể thương một người tu. Đó là chuyện bình thường, vì mình vẫn là một con người có tình cảm. Thậm chí thầy đó thương mình luôn, nhưng mà cuối cùng lý tưởng ai nấy giữ. Và mình thương người đó thì mình hãy giúp đỡ cho cái lý tưởng người đó được thành tựu. Và thậm chí mình có thể mình viết cho thầy một lá thơ: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu mà lý tưởng của thầy đã vững chãi thì thầy sẽ đáp lại: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán,
thôi đừng níu kéo để anh đi. Thưa thầy, trong ngũ giới có giới tà dâm, vậy tà dâm có phải là ngoại tình không? Và tội này có nặng không? Hỏi tức là trả lời. Thế nào gọi là tà dâm? Mà hễ tà thì phải có chánh. Nghĩa là chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta có quyền có gia đình và có những cái gần gũi như vợ chồng, đó là chuyện bình thường trong đời này. Đức Phật không hề cấm cản chuyện đó. Cho nên Đức Phật dùng chữ tà dâm là để nói những cuộc tình cảm ngoài cái tình cảm chánh của mình là vợ chồng, vậy thôi. Và khi mà mình có quan hệ một tình cảm dục nhiễm với người khác không phải là chồng vợ của mình thì cái đó là cái lỗi. Mình làm hại hạnh phúc của người khác cũng như phá hủy hạnh phúc của mình. Con xin thầy chỉ cho con cách đối xử với cô con. Con đi đâu thì có gì về nhà, con thấy mặt của cô và giọng nói của cô là con nổi cơn sân lên. Vậy con phải làm gì? Xin thầy cho con lời khuyên. Cổ ghi chữ mô Phật mà Pháp Hòa đọc thành bó tay. Thưa đại chúng, như nãy giờ Pháp Hòa nói vậy đó, cái này là mình đem một cái chủng tử của cái người đó vô nặng nặng quá trong cái tâm thức của mình rồi, cho nên mình nghe giọng người đó, thấy tướng người đó là mình nổi cơn sân giận mình lên. Thì tự mình phải quán chiếu là có cần thiết phải làm vậy không. Con có một người chú rất tốt bụng, biết sống vì người khác, nhưng chú rất nóng tánh và hay có góc nhìn tiêu cực. Mỗi khi nghe, nhìn hay biết về ai hay việc gì không đúng ý là liền nói năng, phản ứng nóng giận, nói những lời thô lỗ. Con xin thầy chỉ cho trường hợp này để chú con được bớt tốt hơn. Cái vấn đề là chú có muốn thay đổi hay không. Chứ còn bây giờ chú này nóng tánh mà mình vô mình hỏi để cho chú, mà giờ mình có đem công thức về mình đưa, ổng có chịu uống không? Thì cái vấn đề là chính đương sự phải nhìn ra mình có problem này hay không, thì đương sự mới có thể cải hóa được. Một người không nhận mình bệnh thì làm sao người đó chấp nhận uống thuốc? Rồi mình đi xin to thuốc về mình để đó, họ cũng để thuốc cho tới ngày hết hạn, chứ họ cũng không uống đâu. Thành thử cái quan trọng là làm sao cho người đó hiểu được vấn đề là chính đương sự cần. Có nhiều người người ta nóng tánh mà ta đâu có nhận. Tôi đâu có nóng. Và lúc nào cũng nói tôi nóng có lý do. Nếu mà họ nóng quá mà họ nói tôi nóng có lý do, và thậm chí nói tôi không có nóng tánh. Cho nên cái người phải nhận mình bệnh thì mới có thể tiếp nhận. Còn nếu bây giờ mình nhìn cái người chú này á, chú cái gì cũng được, tốt tánh lắm, chỉ có một điều là nóng tánh và hay có những cái nhìn tiêu cực. Thì nếu như mà mình á, được nghe chú đó nói những lúc tiêu cực, thì mình có đủ những cái gì tích cực để mình giúp cho chú thấy được cái điều tích cực, để chú giảm đi cái tiêu cực ở nơi chú không? Thì chạy vì mình mới là tiếp xúc với chú. Cho nên mình phải làm sao nhận ra những cái dở của chú đó, rồi mình chuẩn bị những cái điều kiện mà mai mốt chú đó phản ứng lại, thì mình có cách nào để mình giúp cho chú thấy rõ cái ngược lại để chú cải hóa. Kính xin thầy hướng dẫn con phương pháp hóa giải sau cơn giận, và làm thế nào để mình có thể tha thứ cho người mà tâm không còn vướng bận vì người đã xúc phạm mình. Khi mà mình đã quy định người đã xúc phạm mình đó, là tại vì mình ôm bắp một cái ngã. Ngã là tôi. Cho nên khi mình nghĩ người ta xúc phạm mình là bởi vì mình có ôm bắp một cái bản ngã. Còn nếu mà mình giảm được cái bản ngã thì mình sẽ thấy rằng mình tha thứ được người đó, tại vì ai cũng có lỗi lầm.
Ai cũng có lỗi lầm và ai cũng cần được tha thứ. Mà bây giờ rõ ràng là mình tha thứ được người đó thì dĩ nhiên là người đó sẽ rời khỏi tâm thức của mình, và chính mình cũng cảm thấy được sự nhẹ nhàng khi mình không còn nuôi một sự hiềm hận nào trong lòng. Mà quý vị cứ nghĩ vậy nè, hồi đó có bà có câu chuyện nhỏ hay kể cho mấy chú nhỏ nghe đó, là có một cái cô giáo đó cũng cho một hai nhóm học sinh ôm trong người hai cái túi ni lông và trong đó có những củ khoai. Thì cái củ khoai này á, là phải ôm, phải vác ở trên vai, và dù cho thức hay ngủ cũng phải đeo cái túi khoai này hết, đeo như vậy suốt một tuần lễ. Thì đến qua cái tuần thứ hai á, thì có những em nó đi vô trong trường học á, thì cái túi khoai có những em nó còn ít khoai lắm. Thì cô giáo mới hỏi tại sao cái túi của em nó ít khoai. Nó nói dạ trong một tuần lễ này tuy em vẫn mang cái túi này, nhưng hễ củ nào thúi hôi thì em bỏ nó ra ngoài. Vì vậy cho nên em vẫn mang túi khoai này mà nó không hôi. Ngược lại người kia vẫn mang một túi khoai và không củ nào bỏ ra hết, cho nên cái túi khoai đó rất hôi thôi. Thì cái câu chuyện đó cũng để nhắc chúng ta, ai trong chúng ta cũng có cái túi khoai để mang hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết lọc những củ khoai nào thối để chúng ta bỏ ra ngoài, hay là chúng ta cứ khư khư giữ cái túi khoai đó để rồi tự nó bốc cái mùi hôi lên. Và ai là người ngửi cái mùi hôi đó? Chính là mình. Vì vậy cho nên á, cũng như là một cái tâm niệm, ghét với thương không phải là hai tâm. Khi mình cảm thông được thì từ cái tâm ghét nó chuyển thành một cái tâm khác là tâm thương thôi. Nhưng mà nó chuyển thôi. Ví dụ cũng là cái số gạo đó, nhưng mà mình nấu nó sống. Bây giờ mình chuyển nó ra một cái nồi rộng hơn, rồi chúng ta xới nó lên rồi cho nước thêm vô, thì cũng bao nhiêu gạo đó, nhưng mà từ một cái trạng thái gạo sống nó chuyển thành một trạng thái cơm chín. Cũng bao nhiêu hột gạo đó, chứ nó không có thêm, nhưng mà bởi vì mình đổ nước vô và đủ lửa thì tất cả những hạt gạo đó nó sẽ nở lên thành một nồi cơm. Mình thấy nó nhiều hơn hồi nãy mình để. Nhưng mà mình nếu người bình thường không biết thì nghĩ rằng chắc có lẽ ai thêm gì, nhưng mà không, cũng bao nhiêu gạo đó thôi. Sự tu hành cũng thế, nó không có thay thắt cái gì hết, nó chỉ chuyển đổi từ một tâm niệm này sang một tâm niệm khác. Khi chúng ta chưa tỉnh còn mê lầm thì tâm niệm này còn quá nhiều khổ đau và chấp trước. Và cái gì có thể giúp chúng ta tha thứ được? Một là quán vô thường. Có thể mình chết, người đó chết. Quán vô thường, quán những cái đau khổ trong cuộc sống để chúng ta có thể buông thả được cái người đó ra khỏi lòng mình. Mà nếu mình đặt để là họ là người xấu, họ là người làm mình khổ, nhưng mà chính bản thân người đó cũng chưa biết, hoặc là chưa chắc là họ đã biết rằng họ làm khổ mình nữa, tại vì họ sống họ quan niệm như vậy. Thành ra tùy theo mình nhìn sự việc, bằng cái trí hay bằng cái tâm mê lầm của mình. Nếu mà mình mê lầm thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng cái người đó là cái người khó chịu đối với mình. Con có một người chồng rất gia trưởng, quạnh hẹ, nói những lời nhục mạ, coi vợ như người hầu. Con đã chịu đựng nhiều năm như thế, rất là buồn khổ. Con có nên ly dị hay tiếp tục chịu đựng đau khổ để trả nghiệp cho đến hết cuộc đời? Xin thầy cho con lời khuyên. Dĩ nhiên là Pháp Hòa không thể biểu ly dị đi. Thưa đại chúng, là mỗi người chúng ta đều có một cái duyên với nhau hết á. Nhưng mà có điều là cái duyên này là thiện duyên hay là nghịch duyên hay là ác duyên. Thiện duyên á là mình với người đó rất là thuận lợi, mình nói người đó nghe, hoặc là hiểu và cảm thông, gọi là thiện duyên. Nghịch duyên á là mình nói đường này ổng làm đường khác. Còn ác duyên á là sống là luôn luôn hãm hại, làm khổ đau cho nhau.
cái này chỉ mới là nghịch duyên thôi, tức là nói những lời làm cho mình khổ, mình khó chịu vậy thôi. Thì bây giờ á, người xưa đã quy định rồi, phu thê hề duyên, nghịch duyên ác duyên, vô duyên bất hảo. Vợ chồng đều là duyên, nghịch duyên hay thuận duyên, không phải là duyên không có gặp. Như vậy thì đã là vợ chồng thì nhất định là có duyên, nhưng mà đều là thuận hay nghịch hay ác. Nếu ác là luôn luôn làm cho mình khổ não, chửi bới đánh đập, làm những điều làm cho mình phải đau khổ, ví dụ như tạo nợ bắt mình phải trả, uống rượu về đánh đập mình, chửi bới gia đình mình, ví dụ vậy. Còn bất quá là nghịch duyên là giữa mình với người đó luôn luôn có những cái chống. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ đi, nếu mà là, nếu mình nhận nó là nghiệp, mình không trả người này, tức là mình quỵt của người này, thì cuối cùng cũng phải trả như người khác. Tại vì nghiệp mà, nợ mà, mình không trả thì không trả bây giờ cũng trả đời sau, không trả người này cũng trả người khác. Thành thử nếu mà đã nhận là nghiệp thì trả. Nhưng bây giờ nè, mình trả phải không, nhưng mình đưa cái tâm của mình vào trong cái, mình đưa sự tu tập của mình vào cái công việc này là gì? Đó là nguyện chứ không phải nghiệp. Nếu mình nhìn sự việc là nghiệp cũng được, nhưng mình trả nó hơi khổ. Còn nếu mình nhìn đây là cái nguyện, tôi nguyện chịu đựng, tôi nguyện trả cho người này, tôi nguyện thay thế một người khác ở trong cái vị trí này, cho nên cái nguyện là khác. Cũng là trả vậy đó, nhưng mà nhờ mình đưa cái tâm mình lên cái chỗ tiêu cực, tích cực hơn. Thay vì mình cứ nói nghiệp, 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 thì mình mới nói nguyện. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Bồ Tát có bốn cái nguyện đối với thân mình. Đem thân của mình, nguyện thân mình như đại địa, nguyện thân của mình như là cái cầu để cho chúng sanh qua đường, nguyện thân của mình như đất bằng cho chúng sanh đi. Đó là dời thân của mình, Bồ Tát nguyện như thế. Còn Bồ Tát về tâm của mình, Bồ Tát nguyện tâm mình như đại hải. Còn đối với chúng sanh, Bồ Tát, đối tượng của Bồ Tát với chúng sanh, chúng sanh là đối tượng của Bồ Tát, phát nguyện là chúng sanh khổ, nguyện sinh cứu khổ. Bây giờ ông không chửi mình, ông chửi người khác, rồi người khác nhịn ông không được, người khác trả đũa. Còn giờ ông chửi mình biết tu, cho nên mình hóa giải được cái hận thù. Không phải ly dị là giải quyết được vấn đề. Tại vì nếu như mà mình chưa có giải tỏa được cái niềm đau, cái nỗi khổ mà cái gốc mình chuyển hóa được á, thì bây giờ mình gặp một người khác chửi mình, mà không phải chỉ một người này. Ví dụ như chồng chửi, bạn chửi, trên cuộc đời này đâu phải chỉ một người chửi mình đâu, mà nhiều người khác chửi mà mình không đủ năng lực để mình tiếp nhận là mình sẽ khổ. Nhiều người chứ không phải là một người. Cho nên thôi thì bây giờ á, mình phát nguyện chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện, để mình có thể tiếp nhận được mọi cái con người trong cuộc sống. Nhẫn á, nó có ba thứ nhẫn: pháp nhẫn, sanh nhẫn và vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là ai? Là tất cả những người mà chúng ta sống xung quanh đây. Đừng có nói chi là nội cái chuyện mà chúng ta ngồi trong cái hội trường mà chỉ có một ngày như thế này thôi đó, mà đôi lúc cũng phải sanh nhẫn với một người nào đó kế bên mình. Sanh nhẫn là gì? Là những chúng sanh còn sống xung quanh mình, còn va chạm với họ, là mình phải nhẫn họ. Nói cách khác, còn tiếp xúc con người là phải nhẫn nhịn giữa con người với con người. Nhiều khi đi vô trong một cái nhà vệ sinh công cộng, mình đang đứng vậy đó, cái người đó rửa tay xong búng búng cái tay văng vô mặt mình mà không hề một lời xin lỗi là phải sanh nhẫn rồi đó, phải không?
hoặc là mình đang làm một cái gì đó họ lấn áp mình một cái. Cho nên nếu mà mình nói là gọi là sanh nhẫn thì ở đời này hãy còn độ gia chạm gầy gần nhau là phải có sanh nhẫn. Còn pháp nhẫn là gì? Pháp nhẫn tức là những cái vấn đề như là thời tiết, hoàn cảnh nó xảy ra đến với mình phải pháp nhẫn. Ví dụ như quý vị đi qua Canada tháng 12, nói trời xứ Úc tôi tháng này nóng dữ lắm. Ủa, anh đã nói rồi, xứ Úc của anh nghĩa là tháng 12 là mùa hè, còn xứ Canada của tôi Canada mùa đông là tháng 12. Anh nhận qua Canada chơi tháng 12 thì anh phải chấp nhận cái lạnh của Canada, để gọi là pháp nhẫn. Anh không thể bắt buộc tháng 12 của Canada phải nóng như là mùa hè của nước Úc. Không phải vậy không? Mình đi đâu cũng có pháp nhẫn hết á. Thí dụ mình ngồi trên máy bay giữa ba người, mình thì ngồi ngoài, cái người kia ngồi ở trong. Mình ngồi không yên với cái người đó, 5 phút họ đứng dậy họ đi ra, nửa tiếng họ đi ra, rồi vẽ làm gì? Thì mình đã ngồi chung một băng ghế rồi, thì bây giờ bất quá là phải chịu đựng họ 4 tiếng máy bay, phá quà bị hoài gì. Có nhiều lúc mình ngồi bìa nè, có những cô, những anh chàng vô ngồi bên trong mà nó uống rượu suốt, nó mua mấy cái chai rượu trên máy bay nó uống. Trời ơi, một lát nó đi, mình muốn, mình thì ham ngủ, mình muốn nghỉ ngơi mà nó cứ khiều mình suốt à. Thì bây giờ làm sao? Thì có những lúc như vậy thì gọi là pháp nhẫn. Cái hoàn cảnh mà cái pháp mà nó cứ đứng lên đứng xuống, nó khiều mình đó. Và chẳng những pháp nhẫn mà luôn cả con người đó gọi là sanh nhẫn. Vì trong con người nó hay tạo ra cái pháp làm cho mình khó chịu. Trong con người đó họ khó chịu cho nên họ thường đưa ra những lời nói, họ thường đưa ra những cử chỉ mà chúng ta chịu không nổi. Rồi bây giờ nếu quý vị nhẫn được người đó là quý vị sẽ có được cái năng lực khuyên giải con cái, để làm cho con cái đủ cái sức nhẫn nại, đủ cái sức mạnh để cho con cái nương theo mình mà lướt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cho nên nhiều khi cái cách tu nhẫn của mình đó lại là một cái hình ảnh để cho con cái mình nó nương theo. Cho nên cái người đó, ai mà làm cho mình khó chịu chính là cái người mà tác thành cái sự nghiệp cho mình. Rồi con cái mình nó thấy được cái sức nhẫn của mình, mai mốt nó vượt. Cái này là một bài học lớn á, chứ không phải thường đâu. Thật ra thì quý vị biết không, hôm nào quý vị có dịp và quý vị mở những cái buổi pháp đàm, làm thế nào để mình có thể chịu đựng được những người chồng như thế. Tại vì bất pháp hòa mà có trả lời đi nữa là cũng người đứng ngoài cuộc thôi, chứ có chồng đâu biết chồng mình làm gì. Chính những vị là những người đương sự, quý vị mới nói đúng tâm can nhất. Và quý vị sẽ có những cái con đường, những cái cách sống, những cách hóa giải hay đúng đắn nhất. Cho nên chị huynh đệ với nhau đó, thỉnh thoảng nên tổ chức pháp đàm. Ví dụ bây giờ mình gặp á, một người bạn cũng khổ giống mình nè, hai người bạn khổ giống mình á, bữa nào mình hẹn với nhau một cái cuối tuần nào đó, mời 10 cái chị giống mình á tới ngồi nói chuyện, là mình sẽ có 10 pháp sư. Cho nên ngày hôm qua đó mà mấy em đó lên nó hỏi, thật sự ra cái câu hỏi đó mà Pháp Hòa biết chắc rằng có rất nhiều cha mẹ cũng gặp trong cái tình cảnh đó. Mà tại có thể quý vị ngại, quý vị cũng lên nói thôi. Chứ còn mà con cha mẹ mà có những con cái mà gì đó à, bị ăn hiếp mà không thể chia sẻ với mình cũng nhiều lắm. Ở bên chùa ở bển á, Pháp Hòa tổ chức khóa tu mùa hè. Thì các em nó về nó tu, thì cha mẹ hãy đưa mấy em nó về nó tu. Thì cha mẹ ngoài giờ công quả, Pháp Hòa hay tổ chức pháp đàm cho cha mẹ ngồi lại với nhau, rồi bắt đầu đem ra mổ xẻ những vấn đề trong con cái. Ví dụ như hôm nay mình nói một vấn đề là làm sao
để mình có thể nói chuyện với con mình. Khi mà con cái mình nó lớn lên và nó hình như nó ít tiếp xúc với mình, ví dụ vậy đó, nó đi học về là nó cứ đóng cửa, nó có thế giới của nó. Rồi có nhiều khi mình đâu làm gì được nó, nhưng mà làm sao để mình hóa giải những cái đó. Rồi có nhiều bậc cha mẹ có những cái cách rất là hay. Thì quý vị ngồi lại quý vị pháp đàm với nhau, cũng giống như là các vị tu sĩ mà thỉnh thoảng có những cái dịp mà gặp là tổ chức những buổi pháp đàm. Làm sao để một người tu sĩ có thể hành đạo ở cái xã hội hải ngoại này, thì các vị chia sẻ với nhau. Tại vì người tu sĩ thì phải đi hành đạo, thì gặp rất nhiều khó khăn. Mà đôi khi một thầy một chùa, một cô một chùa, cả đời mình làm việc cứ phải đối diện mà mình chưa có cơ hội mình chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc học hỏi đó. Cho nên cái này là quý vị có thể tổ chức pháp đàm với nhau. Có nhiều vấn đề trong cuộc sống, còn quý vị hỏi quý thầy thì quý thầy chỉ trả lời chung chung vậy thôi. Tại vì thiệt chung là quý thầy không được xúi gì hết trơn á. Không có thể xúi về đánh làm chuyện gì khác hơn. Thôi chúng ta ráng một vài câu nữa rồi mình sẽ nghỉ, vì cũng còn rất là nhiều. Thưa thầy, con có đứa em gái nuôi trong lúc này sức khỏe yếu kém, sắp sửa mổ. Trước đây em ấy ăn chay trường, nay vì sức khỏe xin hỷ xả để chuyển qua ăn mặn cho đủ sức khỏe hơn, có được không thưa thầy? Dạ được chứ có sao. Sẵn đây trong này cũng có một câu hỏi dính dáng là có một bà cụ ăn chay tháng 10 ngày rồi qua đây đi thăm con. Rồi bây giờ qua đây thăm con thì con cái không có thuận tiện lo cho thức ăn chay. Thì ông xã mới nói thôi bây giờ bà ăn bớt lại đi để cho đỡ phiền con cái. Mình ở đây chơi với nó mấy tháng thôi, về Việt Nam rồi bà muốn ăn nhiêu bà ăn. Bà không chịu, bà nói ăn vậy bà phạm giới. Thì bây giờ câu hỏi là có phạm giới hay không. Thì Pháp Hòa xin thưa là ăn chay không có cái giới gì cả, cho nên không có gì phạm. Chẳng qua là chúng ta chuyển đổi một cái bữa ăn của mình. Vì vậy cho nên á, mình phải tùy duyên tùy cảnh mình sống. Ở đây cũng vậy, vị Phật tử này có bệnh, mà nếu bệnh và bác sĩ nói rằng cần phải phục hồi một phương pháp nào đó, thì cái đó tùy mình. Có ngã mặn trở lại cũng không gọi là có tội. Nhưng bây giờ mình trung thành, mình giữ pháp ăn chay, cũng không vì vậy mà gọi là phước. Cái vấn đề là chúng ta phải tự hiểu được cái hoàn cảnh sức khỏe của mình. Bởi vì cái thân này chúng ta chỉ mượn đỡ để tu tập, nó như một chiếc thuyền qua sông. Nếu nó bệnh tật thì chúng ta cũng không dùng được nó để tu tập. Vì vậy cho nên cũng phải giữ nó đủ sức khỏe ở một mức nào đó. Chúng ta không cung phụng, nhưng chúng ta không thể hủy hoại. Hai cái điều đó chúng ta tránh. Một là cung phụng xác thân, hai là hủy hoại nó. Cho quý vị cứ tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Xin thầy cho biết xuất gia lúc còn nhỏ và xuất gia lúc về già trên 60 tuổi có lợi và khó khăn ra sao? Cái người nhỏ thì gọi là đồng trơn xuất gia đó, nó có cái lợi. Một là chưa có nhiễm nhiều tập khí. Hai là đầu óc không có bị những cái khác nó chi phối, cho nên sự tu tập học hỏi rất là dễ nhớ, thuận lợi rất là nhiều nếu một người trẻ mà có thể phát tâm tu tập. Tuy nhiên nó có một cái điều là kinh nghiệm đời chưa đủ, dễ dàng bị vấp ngã nếu cái người trẻ đó không được sự nâng đỡ chở che của những bậc lớn, và người trẻ đó không có đủ cái tỉnh thức để bảo hộ cho đời tu mình, thì rất có thể dễ bị lôi kéo bởi những cái xã hội, những cái hoàn cảnh vật chất xung quanh. Còn đối với người già đi tu có những cái lợi. Một á, là không còn lui sụp, vẫn giữ cái tâm tu, và không dễ bị lôi kéo bởi những cái vật chất thế gian nữa, tại vì người này đã trải rồi. Tuy nhiên
có những cái điều bất lợi là vì mình sống ở đời hơn 60 tuổi, cho nên tập khí ngoài đời của mình nó đã dồn cho mình đã 60 năm. Vô chùa mà muốn làm một cái người tu dễ thương, không ít có hờn giận phiền não cũng hơi khó. Tại vì người già thì hay tủi thân và hay chấp những cái gì mình hiểu biết, cho nên rồi tuổi trẻ mà thấy làm gì sai là mình hay nói. Thậm chí mình gặp mấy thầy cô trẻ mình nói tuổi đáng con tôi, thấy không? Thành thử là đôi khi cái tuổi già nó cũng có những cái khó khi mình vào chùa. Thứ hai là học không nhớ, học trước quên sau, học sau quên trước, mà chuyện 10 đời trước khỏi nhớ trần. Tuổi già nó cũng có một cái là cái cũ là quên, là nhớ rất là kỹ, nhưng mà cái hiện tại là không nhớ gì. Cho nên là do tập khí, do tuổi tác, do sức khỏe, cho nên cái sự tu của mình nó khó tiến bộ. Trừ trường hợp mình ý thức mình già rồi, tu để gieo duyên, tu để gieo duyên cho kiếp sau thôi. Cho nên mình vào đây mình hãy dễ dãi, đừng câu mâu chấp trước gì hết, xả bỏ tất cả những cái ngã chấp của mình để mình trở thành một người tu dễ thương khi tuổi về già. Chứ còn không thì rất là dễ bị những cái khó khăn do tuổi tác, do sức khỏe. Thậm chí nếu mình là người đã từng có địa vị trong xã hội mà vô chùa mà tu á, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tại vì mình bị một cái gọi là sở tri chướng, hay là mình bị một cái gọi là gì, gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là trí tuệ thế gian của mình quá nhiều, mình trở thành ra một cái nạn cho sự tu tập. Cho nên thế trí biện thông là một trong 8 cái nạn. Nạn sanh sau Phật, nạn sanh trước Phật, nạn thế trí biện thông, nạn gọi là đuôi điếc câm ngọc. Cho nên con người chúng ta có những cái nạn, mà trong đó có một cái nạn là do chúng ta nuôi quá nhiều những cái kiến thức đời thường thế gian, mà chúng ta đem vô so sánh với cái kiến thức tu tập là không được, tại vì nó không có tương đồng. Trừ trường hợp là mình biết ứng dụng Phật học vào trong đời sống, rồi mình đem cái đời của mình vào đây để mình lấy Phật học mình cảm hóa nó thì có thể mình sống được. Còn nếu mình đem thuần chất đời thì chắc chắn sẽ không hảo. Vì ở ngoài đời có thể ăn miếng trả miếng, trong đạo thì không thể được. Cho nên nếu như mà mình đem tất cả những tâm niệm đó vào trong chùa mình sống thì mình sống không có được thành tựu trọn vẹn cái đường tu của mình. Thôi thì chiều hôm nay qua hơn một giờ, chúng ta cũng cố gắng trả lời một vài câu hỏi. Nhưng mà vì thời gian có hạn, đại chúng cũng mệt mỏi, đồng thời câu hỏi cũng rất nhiều, thì thôi thì xin hẹn lại lần sau Pháp Hòa còn sẽ gặp lại quý vị vào ngày 18 tây nữa. Ở đây Pháp Hòa xin được tri ân trước là ni sư trụ trì chùa Hồng Ân, quý sư cô cũng như toàn thể quý anh chị em Phật tử chùa Hồng Ân và các chùa lân cận đã giúp đỡ cho mấy ngày tu học qua một cách rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Xin cảm ơn quý ni sư cũng như toàn thể quý Phật tử, và đồng thời cũng xin tri ân tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cảm tình qua lần thứ hai Pháp Hòa trở lại Melbourne này. A Di Đà Phật.